MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 309. Đán Đán rất tự tin, nói xong, liền hướng về phía trước bay đi. Những người khác không có ra ngoài, đợi ở trong Ân Khư Ma Bảo, Ân Khư Ma Bảo thu nhỏ, giấu ở một khối thiên thạch về sau. Hiện tại, bọn họ còn chưa tới thời điểm hiện thân, có Đán Đán hiện thân là đủ rồi. Đán Đán bay đến đại trận bên cạnh, bắt đầu quan sát. Người nào, nơi này chính là thiên cung trọng địa, tự tìm cái chết a. Trong thiên cung, truyền ra giống to một tiếng, sau đó một chi thiên binh thiên tướng bay ra, vừa rồi giống to, là một vị thiên nhân tộc thiên tướng, thần đế cảnh tu vi. Đán Đán không thèm để ý bọn hắn, tiếp tục quan sát trận pháp. Lớn mật. Thực sự là tự tìm cái chết, đi ra giết hắn. Một vị thiên tướng giống to, bọn họ hướng về bên ngoài vọt tới. Hiển nhiên, trận pháp đối thiên binh thiên tướng không có chút nào trở ngại, bọn họ rất nhanh liền chạy ra khỏi trận pháp phạm vi, hướng về Đán Đán phóng đi. Tự tìm cái chết chính là bọn ngươi. Đán Đán quát lạnh, vung tay lên, hư không bên trong hiện ra một tòa đại trận, kiếm quang bắn ra, hướng về những thiên binh này thần tướng đánh tới. Không tốt. Thần chủ, là thần chủ, lui. Một vị thần tướng hoảng sợ giống to. Nhưng là đã chậm, bọn hắn tốc độ, há có thể theo kịp Đán Đán. Kiếm quang đảo qua, những thiên binh này thần tướng, toàn bộ bị chém giết, một tên cũng không để lại. Đáng chết. Trong thiên cung, truyền ra gầm thét. Một màn này, tự nhiên bị trong thiên cung người nhìn thấy. Đối phương là thần chủ cảnh cường giả, làm sao bây giờ? Nhanh thông chi ra Sở Hiểu Xuyên đại nhân. Bây giờ hắn là tòa chấn thiên cung người mạnh nhất. Một chút thần tướng thương lượng, sau đó lập tức truyền âm ra ngoài. Mộng huyến thiên cung bên trong, vẫn có thần chủ chấn giữ, mặc dù chỉ có chút ít mấy người. Rất nhanh, thì có một cái thân ảnh khôi ngô đạp không mà ra. Người này khí tức cường thịnh, thình lình có thần chủ cửu trọng tu vi. Hắn trực tiếp hướng về Đán Đán phóng đi, trong miệng gầm thét dám xông vào thiên cung người, chết. Cứu mạng a! Đán Đán kêu to. Cấp tốc lui lại. Mà đối phương, thì là nhanh chóng chạy ra khỏi trận pháp phạm vi bên trong, hướng về Đán Đán vọt tới. Người này, giao cho ta. Cốt ma nói, rời đi Ân Khư Ma Bảo, bước ra một bước, hư không tự động vỡ ra, hắn tiến vào hư không liệt phùng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, ở vị kia thiên nhân tộc cường giả đỉnh đầu, bỗng nhiên có một con đen nhánh cốt chảo duỗi ra, như ma đao đồng dạng, bổ về phía vị này thiên nhân tộc cường giả đầu lâu. Đối phương cũng kịp thời phát hiện, gầm thét một tiếng, toàn lực chống đối, một kiếm hướng về cốt ma cốt chảo chém đi. Cong một tiếng, thiên nhân tộc cường giả chiến kiếm, trực tiếp bị vỡ nát, cốt trường không ngừng, chém vào thiên nhân tộc cường giả trên đầu. Phù một tiếng, thiên nhân tộc vị này thần chủ cửu trọng cường giả, vẫn lạc. Cái này, trong thiên cung, những cái kia thiên binh thần tướng, dọa sắc mặt tái nhợt. Đối phương trong bóng tối còn ẩn tàng cao thủ. Có chuẩn bị mà đến, nhanh, truyền tin tức, đem tin tức truyền đi, để người cho vũ trụ phế khư bên trong chư vị đại nhân truyền tin tức. Một vị thần chủ cảnh cường giả gầm thét. Lập tức liền có người bắt đầu truyền tin tức. Đương nhiên, Diệt Thiên Quân trụ sở, khoảng cách người này quá xa, lại là ở vũ trụ phế khư chỗ sâu, bọn họ không có khả năng trực tiếp đem tin tức truyền đến vũ trụ phế khư nơi đó đi. Bọn họ chỉ có thể trước đem tin tức truyền đến địa phương khác, từ những địa phương khác người. Hướng vũ trụ phế khư những cái kia cường giả truyền tin tức. Lục Minh đám người, sắc mặt bình tĩnh, một màn này, ở trong dự liệu của bọn họ. Bại lộ, là chuyện sớm hay muộn. Dĩ nhiên đến tiến đánh mộng huyễn thiên cung, nhất định là muốn bại lộ. Bất quá Diệt Thiên Quân trụ sở cự ly nơi này hết sức xa xôi, chờ thiên cung cường giả nhận được tin tức, lại phái người chạy tới thời điểm, bọn họ hơn phân nửa đã thành công. Đán Đán tiếp tục tâm vô bàng vụ nghiên cứu trận pháp. Đảo mắt đã qua 3 ngày, Đán Đán rốt cuộc tìm được trận pháp yếu kém điểm. Bá! Lục Minh bọn họ xuất động, Ân Khư Ma Bảo bay ra ngoài, hơn nữa cấp tốc biến lớn. Đồng thời, Lục Minh đám người, còn có số lớn ác ma thần chủ cường giả, cũng bay ra ngoài, khí tức đáng sợ, để tinh không chấn động. Trong thiên cung những cái kia thiên binh thần tướng, kém chút hù chết. Là ác ma cường giả. Nhiều như vậy ác ma cường giả. Ác ma không phải bị chúng ta khống chế sao, vì cái gì còn có nhiều như vậy ác ma cường giả xuất hiện ở đây? Xảy ra chuyện gì? Nhanh,
mau đem tin tức truyền đi, nhanh, thôi động trận pháp. Trong thiên cung, rất nhiều người cuồng hống, khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà Đán Đán, đã bắt đầu xuất thủ, hắn hóa thành thế giới thần quy bản thể, sau lưng mai rùa, có khắc lấy rậm rạp chẳng chịt phù văn trận pháp. Giờ phút này, Đán Đán mai rùa phát sáng, vô tận phù văn trận pháp phát ra quang huy, sau đó vô tận phù văn, bay ra ngoài, bay về phía thiên cung tinh thần trận pháp. Rất nhanh, một khu vực, liền bị phù văn phủ đầy. Nơi này chính là yếu điểm, toàn lực tiến công nơi này, liền có thể phá mở. Đán Đán hét lớn. Xuất thủ. Tử Tuyền, Ngân không chờ hét lớn. Lần này, ác ma cao thủ cũng không có toàn bộ điều động, mà là xuất động 3.000 tên. Dựa theo Đán Đán thuyết pháp, 3.000 tên thần chủ, vậy là đủ rồi. Trước hay là không muốn đem toàn bộ thực lực bạo lộ ra cho thỏa đáng. Oanh, oanh, oanh. 3.000 tên ác ma thần chủ đồng loạt ra tay, ma khí ngập trời, đánh về phía tinh thần đại trận. Cả tòa hình thành đại trận đều tụ rung động dữ dội lên. Nếu như thường ngày, có thần chủ cảnh tồn tại thôi động đại trận, cho dù tìm được yếu kém điểm, 3.000 tên ác ma ma chủ, hơn phân nửa cũng không phá nổi. Nhưng là bây giờ không giống nhau, thôi động trận pháp, bất quá là thần đế mà thôi. Rung động dữ dội, để một chút thôi động trận pháp thần đế kêu thảm, thân thể trực tiếp nổ tung, chết tại chỗ. Cứ như vậy, mặt khác thần đế, nơi nào còn dám tiếp tục điều khiển trận pháp. Ước chừng một giờ, trận pháp liền bị mạnh mẽ xé rách ra một đầu khe hở, hơn nữa khe hở đang không ngừng mở rộng. Cuối cùng, bị oanh ra một cái to lớn lỗ hổng. Các ngươi 1.000 người, hợp lực ngăn cản trận pháp lỗ hổng khép lại, mặt khác 2.000 người cùng chúng ta tiến vào thiên cung. Tử Tuyền cùng Ngân Không, phân phó. 5.000 ác ma ma chủ, 1.000 ma chủ dùng để duy trì đại trận lỗ hổng, 2.000 ma chủ, theo bọn hắn tiến vào thiên cung nội bộ. Mặt khác 2.000, điều khiển ân khư ma bảo, trấn thủ ở trận pháp bên ngoài, một khi phát hiện không đúng, kịp thời cho bọn hắn truyền tin tức. Giết tới đi. Tử Tuyền, Ngân Không ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh 2.000 ma chủ giết tới thiên cung. Đương nhiên, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Cốt Ma cùng Vạn Thần, cũng cùng một chỗ đi theo vào. Lui, mau lui lại, mau rút lui. Đi a. Trong thiên cung, những cái kia thiên binh thần tướng, vô cùng hoảng sợ, hoảng hốt chạy bừa lui lại, đào tẩu. Không phải những người này đều tham sống sợ chết, không dám đánh một trận. Chủ yếu là, chênh lệch quá xa a. Trọn vẹn 2.000 ma chủ a, bọn họ lấy cái gì đi chiến, coi như bọn họ nhân số lại nhiều, có được mấy chục vạn hơn 100 vạn cao thủ cũng vô dụng, đối mặt 2.000 ma chủ, cũng sẽ bị trong khoảnh khắc phá hủy. Đi lên một trận chiến, đó là rõ ràng chịu chết, đương nhiên sẽ không có người ngốc như vậy. Giết! Ác ma 2.000 ma chủ, giết tới trong thiên cung, một chút chạy chậm thiên binh thần tướng, trực tiếp bị oanh giết. 2.000 ma chủ, giết tới mộng huyễn thiên cung, những cái kia thiên binh thần tướng, hoảng hốt chạy bừa đào tẩu. Phân tán ra, mấy người một tổ, tìm khắp cả tòa thiên cung cho ta, phàm là có thể lấy đi, toàn bộ lấy đi, gặp được thiên cung người, giết không tha. Tử Tuyền ra lệnh. Mệnh lệnh của ta, cũng là như thế. Ngân Không cũng nói theo. Tuân lệnh. 2.000 ma chủ giống to, ánh mắt cực nóng hết sức, mang theo nồng nặc hưng phấn. Bọn họ thế mà đánh vào thiên cung, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình a. Ác ma cùng thiên cung giao chiến vô tận tuế nguyệt, vô số ác ma tưởng tượng lấy có một ngày có thể đánh vào thiên cung, giết thiên cung không chừa mảnh giáp, bây giờ, thật thực hiện. Bọn họ há có thể không hưng phấn. Lập tức, 2.000 ma chủ, 3 đến 4 người, 4 đến 5 người một tổ, phân tán ra, hướng về từng cái phương hướng đánh tới. Mộng huyễn thiên cung, to lớn vô cùng, có thể so với một cái tinh cầu, bên trong bốn phương thông suốt, thông đạo vô số, cung điện cũng không số, 2.000 ma chủ, rất nhanh liền biến mất ở từng cái phương hướng. Ngân Không, Tử Tuyền cũng riêng phần mình xuất lĩnh một nhóm người xuất phát. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Cốt Ma, Vạn Thần tự thành một đội, dọc theo một cái thông đạo nhanh chóng tiến lên. Chúng ta mục tiêu, là mộng huyễn thiên cung bảo khố. Lục Minh cho Tạ Niệm Khanh, Đán Đán đám người truyền âm. Bảo khố, ta thích. Đán Đán hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá, mộng huyễn thiên cung bảo khố, khẳng định ẩn núp phi thường sâu, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy tìm tới a. Tạ Niệm Khanh nói. Hơn nữa nếu là bảo khố, khẳng định phủ đầy trọng trọng trận pháp. Cốt Ma cũng mở miệng. Cho nên, cần nhờ Đán Đán. Lục Minh nói. Yên tâm, giao cho ta, nhưng khi tìm tới bảo khố về sau, cần phải để cho ta chọn trước.
Đán đán quang mang trong mắt càng thêm sáng chói, sặc sỡ lóa mắt. Bọn họ một đường tiến lên, cuối lối đi là một tòa đại điện, nhưng là, đều không nhìn thấy một cái thiên cung người. Bọn họ tiếp tục tiến lên, liên tục thông qua được mấy đầu dài rằng rạc thông đạo, đi tới một mảnh to lớn trong sân. Đây là một mảnh dược viên. Phương viên khoảng chừng mấy chục vạn dặm, to lớn vô cùng, trồng đầy đủ loại thần dược. Ở dược viên trên không, có 7 viên sáng chói bảo thạch, tản mát ra vạn trượng quang mang. Hàng tinh. Lục Minh đám người mắt sáng lên. 7 viên này bảo thạch, rõ ràng đều là hàng tinh. Chuẩn xác mà nói, là đem 7 viên hàng tinh phong ấn vào 7 cái thủy tinh bên trong, tạo thành 7 cái sáng chói chói mắt bảo thạch, cho nơi này thần dược cung cấp nguồn sáng. Thật là đại thủ bút. Ha ha ha, những cái này thần dược, là chúng ta. Đán đán nhếch miệng cười to. Một nhóm không người vọt vào dược viên, chuẩn bị trắng trợn vơ vét. Bỗng nhiên, xa xôi bốn phía, tràn ngập thôi sán quang huy, vô tận phù văn hiện lên, tạo thành một tòa đại trận. Đón lấy, lần lượt từng bóng người xuất hiện, khoảng chừng mấy vạn đạo thân ảnh. Tất cả đều là thiên cung cường giả, hơn nữa thuần một sắc đều là thần đế cảnh tu vi. Cửu thiên chiến trận, khởi động, chu sát bọn họ. Giống to một tiếng truyền ra. Đón lấy, ở hào quang sáng chói bên trong, một tôn to lớn vô cùng thân ảnh ngưng tụ mà ra. Mấy vạn thần đế cảnh thiên nhân tộc, phối hợp đã sớm khắc sâu tại dược viên trận pháp, bày ra cửu thiên chiến trận, uy lực phi thường kinh người, ngưng tụ ra một tôn to lớn thiên nhân tộc thân ảnh, cầm trong tay chiến kiếm, hướng về Lục Minh đám người bảo trảm mà xuống. Bá! Cốt ma xuất thủ trước, phi thân mà lên, bàn tay vung ra, cùng to lớn chiến kiếm đối một chiêu. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, thanh kia to lớn chiến kiếm bên trên, xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở, sau đó đụng một tiếng, sụp đổ đến, ngay cả tôn kia to lớn thân ảnh, cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở. Làm sao có thể, hắn chiến lực như vậy mạnh như vậy? Rất nhiều thiên nhân tộc đều hoảng sợ giống to. Bọn họ thế nhưng là mấy vạn người liên thủ, hơn nữa đều là thần đế cảnh tồn tại, mặt khác, bọn họ có địa thế ưu thế. Mảnh này dược viên, vốn là khắc xuống cửu thiên chiến trận phù văn, bọn họ ở bố trí xuống cửu thiên chiến trận, uy lực sẽ mạnh hơn, so ở địa phương khác bố trí xuống cửu thiên chiến trận càng mạnh. Nhưng là như vậy thực lực, vẫn là không bằng cốt ma, cái này khiến bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Giết! Cốt ma thét dài, thân hình như điện, lại giết tới, một trường đánh ra, cùng tôn kia bóng người to lớn đối một chiêu, một lần này trực tiếp đem tôn kia to lớn thân ảnh đánh tan. Đón lấy, Lục Minh lại hướng về những cái kia thiên nhân tộc đánh tới. Phòng ngự, toàn lực phòng ngự. Những cái kia thiên nhân tộc hoảng sợ giống to, toàn lực thôi động cửu thiên chiến trận, hóa thành tư thái phòng ngự, ngưng tụ ra từng khối to lớn tấm chắn. Nhưng là, cũng khó có thể chống đối cốt ma. Cốt ma công kích chính diện lực, đã cùng thiên cung tối cường thiên quân không sai biệt lắm, bản nguyên phía dưới, toàn bộ vũ trụ bên trong đều không có bao nhiêu đối thủ, chiến lực như vậy, vượt qua một dạng thần chủ nhiều lắm, căn bản không phải mấy vạn thần đế bố trí xuống cửu thiên chiến trận có khả năng đối kháng. Mấy tiếng oanh minh về sau, tấm chắn bị đánh xuyên, cửu thiên chiến trận, cũng bị xé rách, từng tiếng kêu thảm vang lên, trong chớp mắt, tối thiểu có mấy trăm thần đế thân thể nổ tung, xem như đã chết. Cửu thiên chiến trận, như vậy bị phá. Cốt ma gia hỏa này, hoàn toàn không cho ta cơ hội xuất thủ a. Đán đán nhếch miệng cười một tiếng. Coi như không có cốt ma, đán đán cũng có 10 phần tự tin, dựa vào trận pháp phá đối phương cửu thiên chiến trận. Ra tay đi, diệt đi những cái này thiên nhân tộc. Lục Minh nói, thân hình hóa thành cực quang, liền xông ra ngoài, chiến thần thương xuất hiện ở bàn tay, trường thương chấn động, mấy trăm đạo sắc bén mũi thương, xuyên thủng mà ra. Phốc phốc phốc, cửu thiên chiến trận bị phá, những cái này thiên nhân tộc ở trước mặt Lục Minh, chính là dê đợi làm thịt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bất kể là thần đế nhất trọng hay là thần đế cửu trọng, đều là giống nhau, đều là một chiêu miểu sát. Mũi thương vọt qua, mấy trăm thần đế bị xuyên thủng nghi tâm. Đồng thời, cầu cầu cũng bay ra ngoài, hóa thành một đem chiến kích, mạnh mẽ đâm tới, tung hoành chém giết, mảng lớn thiên nhân tộc thần đế bị giết. Đối với thiên nhân tộc, Lục Minh không có thương hại chút nào chi tâm, cũng sẽ không có chút nào nương tay. Bọn họ là tử địch, không phải ngươi chết chính là ta vong, hắn hiện tại nương tay, thả đi thiên nhân tộc, có lẽ tương lai liền sẽ có hắn thân nhân bằng hữu chết ở trên tay đối phương. Lục Minh động thủ thời điểm, Tạ Niệm Khanh, đán đán cùng cốt ma cũng xuất thủ. Hoàn toàn là nghiêng về một bên, mảng lớn thiên nhân tộc, như lúa mạch một dạng bị thu gặt. Trốn a! Bọn họ là thần chủ,
chúng ta căn bản không phải đối thủ, cho dù chúng ta đào tẩu, chư vị đại nhân cũng sẽ không trách tội. Lưu được núi xanh không lo không củi đốt, chạy ra thiên cung, đi tìm chư vị đại nhân. Còn dư lại thiên nhân tộc, giải tán lập tức, hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu. Mảnh này xa xôi bốn phía, đều có rất nhiều thông đạo. Lục Minh đám người truy sát một phen, đánh chết hơn vạn thiên nhân tộc thần đế, nhưng là mặt khác thiên nhân tộc thần đế, tất cả trốn đi. Bất quá, Lục Minh mấy người cũng rất hài lòng. Hơn vạn thần đế, đây tuyệt đối là số lượng lớn, có thể khiến cho thiên nhân tộc đau lòng. Dựa theo hơn 100 cái thần đế khả năng sinh ra một vị thần chủ, một vạn thần đế, tương lai khả năng sinh ra 100 vị thần chủ, đây đối với thiên cung mà nói, cũng là không nhỏ tổn thất. Sau đó, Lục Minh bọn họ bắt đầu vơ vét thần dược. Đám người bắt đầu vơ vét thần dược, phất tay, mảng lớn thần dược ly khai mặt đất, bị Lục Minh bọn họ thu hồi. Lục Minh đem tất cả thần dược, đều thu vào bên trong hồng hoang giới. Những cái này thần dược, đại bộ phận đều là quân cấp thần dược, hoàng cấp thần dược, hoặc là đế cấp thần dược, Lục Minh bọn họ hiện tại dùng không được, chờ có thời gian, dự định trồng đến hồng hoang giới đại lục mảnh vụn bên trên. À, đây là chủ cấp thần dược. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Hắn thấy được một gốc thần dược, mùi thuốc xông vào mũi, dược lực nồng đậm cường đại, sinh mệnh tinh khí dồi dào hết sức. Ha ha, chủ cấp thần dược, ta tìm tới một gốc chủ cấp thần dược. Một bên khác, Đán Đán cũng cười ha hả. Sau một khắc, Cốt Ma cũng mở miệng, hắn cũng tìm được một gốc chủ cấp thần dược. Trước kia, hồng hoang vũ trụ căn bản không có khả năng sinh ra chủ cấp thần dược, xem ra vũ trụ cự biến, ảnh hưởng thật rất lớn, hồng hoang vũ trụ lục tục bắt đầu xuất hiện chủ cấp thần dược, tương lai sinh ra nguyên cấp thần dược, cũng không phải là không được. Thật chẳng lẽ giống người khác nói tới, vũ trụ muốn quay về trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục huy hoàng. Lục Minh suy nghĩ, cảm xúc chập trùng, có chút khó có thể bình tĩnh. Đây là rất có thể. Từ khi trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục phá toái, vũ trụ này cơ hồ lâm vào khô kiệt. Đại bộ phận địa hạt biến thành phế tích, quy tắc áo nghĩa hỗn loạn, tĩnh mịch một mảnh. Mà mới hồng hoang vũ trụ, cũng chính là vũ trụ tinh không, chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ địa hạt mà thôi, hơn nữa còn không thể dựng dục ra chủ cấp trở lên bảo vật. Toàn bộ vũ trụ, quả thực là mạt pháp thời đại, cường giả số lượng cùng hồng hoang đại lục hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hiện tại, xuất hiện thời cơ, trở lại trước kỷ nguyên huy hoàng, cũng không phải là không được. Đại thế giáng lâm, diệt thiên quân càng thêm không thể bị diệt, bằng không thì, vũ trụ này, thật là thiên nhân tộc thiên hạ. Lục Minh trong đầu chuyển qua một đạo suy nghĩ. Bất quá trong tay nhưng không có dừng, phất tay, đem chủ cấp thần dược thu vào bên trong hồng hoang giới. Ở tại bọn hắn trắng trợn thu hết phía dưới, mảnh này dược viên, rất nhanh bị quét sạch sành sanh, cơ hồ tất cả thần dược đều bị quét sạch sẽ, liền cấp thấp nhất thần dược đều không có lưu lại. Ha ha ha, sảng khoái a. Chúng ta nhanh đi địa phương khác, ta thực sự quá chờ mong thiên cung bảo khố. Đán Đán mặt mày hớn hở. Bọn họ rất nhanh lựa chọn một cái phương hướng, dọc theo một cái thông đạo tiếp tục tìm kiếm. Không lâu sau đó, bọn họ phát hiện mấy cái thiên nhân tộc cao thủ, đem cầm xuống, hỏi thăm thiên cung bảo khố vị trí. Bất quá đáng tiếc là, mấy cái này thiên nhân tộc căn bản không biết, bọn họ cấp bậc quá thấp, thiên cung tàng bảo chi địa, không phải người bình thường có thể biết. Chỉ có thiên cung cao tầng mới có thể biết rõ bảo tàng vị trí. Không cần nói bọn họ, coi như rất nhiều thần chủ cảnh thiên nhân tộc đều không biết thiên cung bảo khố vị trí. Đằng sau, Lục Minh bọn họ lại lục tục bắt lại mấy đám thiên nhân tộc thẩm vấn, kết quả đều là như thế. Cấp bậc quá thấp, căn bản không biết. Cái này cũng là chuyện tốt, những người này đều không biết, như vậy, những cái kia ác ma cũng sẽ không biết, đằng sau, liền nhìn ai vận khí tốt. Lục Minh nói. Không cần nghĩ cũng biết, những cái kia ác ma khẳng định cũng đang tìm thiên cung bảo khố. Thiên cung bảo khố, khẳng định ẩn chứa số lớn bảo vật, ai có thể không tâm động. Bọn họ ở thiên cung nội bộ không ngừng tìm kiếm, nhìn thấy giá trị cao, trực tiếp thuận tay lấy đi, nhìn thấy có thiên nhân tộc, cũng thuận tay đánh giết. Cứ như vậy, bọn họ ở thiên cung nội bộ đợi 7 ngày, vẫn không có tìm tới thiên cung bảo khố. Mấy ngày nữa không có tìm được, chúng ta liền muốn rời đi. Đán Đán nói. Quả thực lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bọn họ trước đó cùng Tử Tuyền, Ngân Không đám người đã hẹn. Tiến vào thiên cung nội bộ thời gian, vì 10 ngày. 10 ngày sau, liền muốn rút lui. Chờ đợi thêm nữa, sợ thiên cung cường giả sẽ giết trở về, thiên cung nếu như phái 7, 8 ngàn thần chủ đánh trở lại, bọn họ liền tuyệt đối không phải đối thủ. Tiếp tục,
Tiếp qua 3 ngày nếu như còn không có tiền tới, chúng ta liền rút lui. Lục Minh nói. Sau một ngày, vẫn không có thu hoạch. 2 ngày sau, vẫn là không có thu hoạch. Mắt thấy, 10 ngày liền muốn ép tới gần. Ta có phát hiện. Đúng lúc này, Đán Đán kinh ngạc vui mừng thanh âm, ở Lục Minh đám người trong tai vang lên. Lục Minh đám người vui vẻ, thân hình lóe lên, liền đi tới Đán Đán bên người. Trên mặt đất, có trận pháp, một loại cực kỳ bí ẩn trận pháp, liền xem như trận pháp đại gia, đều không dễ dàng phát giác trận pháp. Đán Đán hướng về một chỗ mặt đất, ánh mắt lửa nóng. Bọn họ lúc này ở một cái viện bên trong, trong sân trồng đầy hoa tươi, Đán Đán lúc này chính là hướng về một chỗ hoa tươi nở rộ địa phương nói. Nơi này, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Cốt Ma cùng Vạn Thần đều quan sát tỉ mỉ, thậm chí xuất thủ dò xét một lần, đều không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp dấu vết. Ta nói à, rất bí ẩn, đáng tiếc đụng phải ta, ta ở vạn hóa phế tích, vừa vặn chiếm được một loại trận pháp, khắc sâu tại trên lưng của ta, có thể cảm ứng đủ loại trận pháp, cho dù là bí ẩn, cũng chạy không thoát ta cảm ứng. Đán Đán nói xong, hắn hai tay bắt đầu vung vẩy, từng nét bùa chú, lan tràn ra, chui vào tới trên mặt đất. Một hồi, những cái kia hoa tươi bên trên, thế mà hiện ra từng nét bùa chú. Thật sự có trận pháp. Lục Minh bọn người là ánh mắt sáng lên. Nhìn ta phá mở hắn. Đán Đán đắc ý nói. Đán Đán, không nên làm ra động tĩnh quá lớn, động tĩnh nhỏ một chút, tốt nhất là không nên để lại phía dưới dấu vết. Lục Minh nhắc nhở. Hắn sợ làm ra động tĩnh quá lớn, đưa tới ác ma. Thiên cung bảo khố, bọn họ phân thế là được. Yên tâm, cái này ta so ngươi tại được. Đán Đán cười hắc hắc, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, vô tận phù văn, lan tràn ra. Ước chừng hơn 10 phút về sau, những cái kia hoa tươi thế mà biến mất, trên mặt đất, xuất hiện một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Chúng ta đi vào, đây là ta mở ra một cái tiểu hình thông đạo, chúng ta tiến vào sau, lối đi này liền sẽ tự động biến mất, những cái kia ác ma không phát hiện được. Đán Đán nói. Đi. Không có cái gì có thể do dự, Lục Minh dẫn đầu vọt vào vòng xoáy bên trong, ngay sau đó là Tạ Niệm Khanh, Cốt Ma cùng Vạn Thần, cuối cùng là Đán Đán. Bọn họ đều vọt vào vòng xoáy về sau, vòng xoáy liền tự động biến mất. Lục Minh phát hiện, bọn họ đi tới một gian trong thạch thất rất nhỏ, trống rỗng là cái gì cũng không có. Bất quá thạch thất một bên, có một cái cửa đá cũng bị một tầng trận pháp bao phủ. Xem ra, còn chưa tới nơi bảo khố, nặng bao nhiêu cửa ải a, bất quá đụng phải ta, đều là không tốt. Đán Đán cười hắc hắc, đi đến trước cửa đá quan sát một hồi, liền bắt đầu xuất thủ phá trận. Sau mười mấy phút, cửa đá phát ra, ken két, thanh âm, sau đó tự động mở ra. Sau cửa đá, là một đầu xéo xuống phía dưới thông đạo, cuối thông đạo, còn có một cái cửa đá, y nguyên có trận pháp bao trùm. Mỗi một tòa cửa đá trận pháp cũng không giống nhau, thiên cung cường giả cũng cần đặc định chìa khóa, mới có thể mở ra những cái này cửa. Nhưng là, gặp được Đán Đán, những cái này cũng vô dụng. Ở vạn hóa phế tích khoảng thời gian này, Đán Đán đối với trận pháp nhất đạo lĩnh ngộ, không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều rất nhiều. Rất nhanh, phía này cửa đá liền bị Đán Đán mở ra. Đằng sau, Lục Minh đám người lại liên tục thông qua được mấy đạo cửa ải, rốt cục đi tới phía sau cùng. Phía sau cùng, là một gian to lớn thạch thất, phạm vi phi thường phổ biến. Đến sau này, Lục Minh đám người đều ngẩn ra. Cứng họng, trong mắt bắn ra sáng chói tinh quang. Bảo vật, toàn bộ đều là bảo vật. Đầu tiên đập vào mi mắt, là từng đống như tiểu sơn tựa như kim loại vật liệu. Đủ loại kim loại vật liệu, bao lớn mấy trăm loại, mỗi một loại một đống, liền tùy ý như vậy chất đống trên mặt đất. Sau đó là thạch thất hai bên, trưng bày rất nhiều kệ hàng bên trên, trưng bày một cái dương lớn. Không cần nghĩ cũng biết, làm trong dương, nhất định là bảo vật. Còn có một số kệ hàng bên trên, trưng bày số lớn thần binh, tràn ngập cường đại khí tức. Đương nhiên, tùy ý như vậy trưng bày thần binh, đẳng cấp sẽ không quá cao, đại đa số đều là đế cấp thần binh, còn có một số chủ cấp thần binh. Nhưng là số lượng nhiều a, trồng chất như núi. Bảo khố, chân chính bảo khố. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán bọn họ biết rõ, bọn họ đã tìm đúng, đây tuyệt đối là Mộng Huyễn Thiên Cung bảo khố, chỗ giấu bảo vật. Xuất thủ, khai bàn a. Lục Minh kêu một tiếng, vung tay lên, trồng chất ở trước mắt một tòa kim loại vật liệu sơn phong, liền biến mất không thấy, trực tiếp bị Lục Minh thu vào bên trong hồng hoang giới. Động thủ. Ngay sau đó, Đán Đán, Tạ Niệm Khanh, Vạn Thần cùng Cốt Ma cũng đều xuất thủ,
xuất ra chữ vật giới chỉ, điên cuồng bắt đầu thu thập những cái này kim loại vật liệu. Những cái này kim loại vật liệu, cũng phần lớn chỉ là có thể luyện chế đế cấp thần binh, hoặc là chủ cấp thần binh, cũng không có luyện chế nguyên cấp thần binh vật liệu, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Nhiều tài liệu như vậy, không biết có bao nhiêu cân, giá trị cũng là không cách nào đánh giá. Rất nhanh, mấy trăm chồng kim loại vật liệu, đều bị lấy sạch, sau đó đám người đem ánh mắt theo dõi những cái kia kệ hàng bên trên dương lớn. Lục Minh trực tiếp đi đến gần nhất một cái kệ hàng phía trước, mở cặp táp ra, phát hiện bên trong là bình ngọc, sắp xếp thật chỉnh tề. Tổng cộng có 12 cái. Lục Minh xuất ra một cái bình ngọc, mở nắp bình ra, lập tức một cỗ nồng đậm tới cực điểm mùi thuốc lan tràn ra. Lập tức, toàn bộ thạch thất đều bị mùi thuốc nồng nặc tràn ngập. Bên trong là thần đan. Lục Minh đổ ra xem xét, bên trong là 12 cái màu xanh biếc thần đan. Đây là chủ cấp thần đan, lấy chủ cấp thần dược luyện chế mà thành, có thể tăng cường thần chủ cảnh tồn tại tu vi. Tạ Niệm Khanh liếc mắt một cái liền nhận ra loại này thần đan. Có thể tăng lên thần chủ tu vi. Loại này thần đan, có thể nói giá trị liên thành, lưu truyền ra đi, sẽ để cho thần chủ cảnh tồn tại đoạt bể đầu. Trước kia, vũ trụ tinh không không có bất kỳ cái gì chủ cấp bảo vật, thần chủ cảnh tồn tại muốn tăng cao tu vi, cũng chỉ có thể tiến về vũ trụ phế khư tìm kiếm hồng hoang tinh, hoặc là chủ cấp thần dược. Nhưng là trước kia vũ trụ phế khư quy tắc áo nghĩa hỗn loạn, chủ cấp thần dược cũng là phi thường thưa thớt, cho nên loại này chủ cấp thần đan, số lượng tự nhiên cũng là cực kỳ thưa thớt. Loại này thần đan năng lượng rất mạnh a, một khỏa có thể đủ bù đắp được hơn ngàn khối hồng hoang tinh. Lục Minh quan sát tỉ mỉ, phán đoán thần đan dược hiệu. Cái dương này, cũng là chủ cấp thần đan. Lúc này Đán Đán gọi vào. Hắn đã sớm nhẫn nại không ở, mở ra cái thứ hai cái dương. Cái thứ hai trong dương, trang cũng là chủ cấp thần đan, cùng Lục Minh một dạng, cũng là dùng để đề thăng tu vi. Đón lấy, Tạ Niệm Khanh, Vạn Thần, Cốt Ma mấy người, cũng nhao nhao mở ra mặt khác cái dương. Phát hiện, đại bộ phận đều là chủ cấp thần đan. Lấy tăng cao tu vi nhiều nhất, cũng có một chút mặt khác chỗ dùng, tỉ như khôi phục lực lượng, khu độc, phụ trợ loại thần đan các loại. Tăng cao tu vi thần đan, đối ta vô dụng, các ngươi cầm lấy đi chia tay đi. Tạ Niệm Khanh nói, Tạ Niệm Khanh tu vi, đã đạt đến thần chủ cửu trọng, vũ trụ kiều quán thông vũ trụ hải, nàng tiếp xuống tu luyện, chính là chuyển hóa bản nguyên chi lực, còn có tăng cường bản nguyên chi lực. Đã không cần tăng cao tu vi chủ cấp thần đan, hoặc là hồng hoang tinh. Ta cũng không cần tăng cường tu vi thần đan, ba người các ngươi chia tay đi. Cốt Ma cũng nói theo. Lục Minh, Đán Đán cùng Vạn Thần ba người, cũng không có khách khí, tăng cường tu vi thần đan, một người một dương, chia đều. Những đan dược khác, cho thêm một chút Tạ Niệm Khanh cùng Cốt Ma. Cuối cùng, đám người chia đều gần 100 dương thần đan. Còn có cái nào chủ cấp thần binh cùng đế cấp thần binh các loại, cũng bị bọn họ chia cắt. Cao nhất cũng mới chủ cấp, đều không có nguyên cấp bảo vật. Đán Đán nói thầm, có chút khó chịu. Nguyên cấp bảo vật, thiên cung đông đảo bản nguyên cảnh đều không đủ phân, không có cũng là bình thường. Lục Minh cười nói. Bất quá trong lòng cũng có chút thất lạc, chủ cấp bảo vật, đối bọn hắn mà nói, tác dụng không phải đặc biệt lớn. Trước đó lấy được những cái kia, đối Lục Minh tác dụng lớn nhất, cũng chính là những cái kia tăng cường tu vi bảo vật. Nơi này, còn có một cái cửa đá. Khi bọn hắn đem căn này thạch thất đều rời trống, ở thạch thất chỗ sâu nhất, lại phát hiện một cái sư môn, bị trọng trọng phù văn trận pháp bao phủ. Lục Minh bọn người là vui vẻ. Chẳng lẽ bảo khố không chỉ một ở giữa, còn có càng quan trọng hơn bảo khố? Ở trong đó, có phải hay không chứa càng bảo vật chân quý? Giao cho ta. Đán Đán đã không kịp chờ đợi đi lên nghiên cứu. Lần này trận pháp, hiển nhiên phức tạp hơn không ít, ngay cả Đán Đán, đều dùng mấy giờ, mới trận pháp hiểu thấu đáo, hơn nữa phá giải. Mở ra cửa đá đi vào, quả nhiên lại là một gian thạch thất, chỉ là so trước mặt gian kia tiểu không ít. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một cái chữ vật giới chỉ. Cái này chữ vật giới chỉ lơ lửng ở giữa không trung, bị một tầng quang cháo bao phủ. Lục Minh trực tiếp đưa tay chộp tới, trên bàn tay bao trùm lấy cấm kỵ chi lực. Không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, Lục Minh liền xé chữ vật giới chỉ chộp trong tay. Linh thức quét qua, liền xé chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, nhìn minh minh bạch bạch. Hồng hoang tinh, là một đống lớn hồng hoang tinh, chồng chất thành một ngọn núi. Lục Minh con mắt sáng tỏ hết sức. Một chồng này hồng hoang tinh số lượng, tuyệt đối phi thường kinh người, Lục Minh đoán chừng, tuyệt đối ở 7 đến 8 ước trở lên. Bởi vì lúc trước Phi Hoàng cho Lục Minh 2 ước hồng hoang tinh,
chất đống thể tích, còn kém rất rất xa một chồng này hồng hoang tinh thể tích. Lục Minh, là cái gì? Nhìn thấy Lục Minh trong mắt tràn ngập tinh quang, Đán Đán tò mò hỏi. Hồng hoang tinh, hơn nữa số lượng không ít. Lục Minh nói, sau đó đem chữ vật giới chỉ giao cho Đán Đán nhìn. Đán Đán nhìn về sau, con mắt cũng tỏa sáng, sau đó Tạ Niệm Khanh bọn người nhìn qua một lần. Một chồng này hồng hoang tinh, ta đoán chừng có 10 ước tả hữu. Cốt Ma nói, 10 ước. Lục Minh đám người đều hưng phấn không thôi. Cho dù đối với một tòa thiên cung mà nói, 10 ước hồng hoang tinh xem như rất ít đi. Phải biết, đây chính là Mộng Huyễn Thiên Cung bảo khố, 10 ước hồng hoang tinh thật không tính là cái gì. Nhưng là Lục Minh bọn họ đã rất hài lòng. Phải biết hồng hoang tinh loại vật này hoàn toàn là vật tiêu hao, hơn nữa tiêu hao tốc độ thật nhanh. 10 ức hồng hoang tinh gánh vác ở thiên cung những cái kia thần chủ trong tay, một người phân không được bao nhiêu, rất nhanh sẽ bị luyện hóa xong. Loại này tiêu hao cực nhanh bảo vật, thiên cung nơi này còn giữ 10 ức tả hữu, đã tốt vô cùng. Đoán chừng là dùng để ban thưởng bộ hạ dùng. Những cái này hồng hoang tinh, chúng ta chia đều a. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Đán Đán cùng Vạn Thần, hồng hoang tinh đối với Tạ Niệm Khanh cùng Cốt Ma mà nói, không có tác dụng gì. Chờ một chút những bảo vật khác, để hai người bọn họ lấy thêm một chút. Lục Minh, ngươi bây giờ đột phá, cần bao nhiêu hồng hoang tinh? Cốt Ma hỏi. Từ thần đế thất trọng đột phá đến thần đế bát trọng, ước chừng cần 5 ước tả hữu. Lục Minh nói. Đột phá đến thần đế thất trọng về sau, Lục Minh đã luyện hóa hơn 1 ước khối hồng hoang tinh, cho nên, hắn dự tính nhiều nhất còn muốn 5 ước, như vậy đủ rồi. Dạng này a, chúng ta nhìn phía sau một chút còn có cái gì khác bảo vật. Cùng một chỗ phân phối làm sao? Vạn Thần đề nghị. Những người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Đám người bắt đầu tiếp tục xem lên. Ngoài trừ một cái này lơ lửng giữa không trung chữ vật giới chỉ, ngoài ra còn có mười mấy cái dương lớn lơ lửng giữa không trung. Bọn họ đem 10 cái này dương lớn, từng cái mở ra, sau đó mọi người hô hấp, đều có chút nặng nề. Trọng bảo, chân chính trọng bảo. Trong đó có 9 cái dương lớn, mỗi một cái dương lớn bên trong chứa lấy một kiện thần binh. Nguyên cấp thần binh, 9 cái dương lớn, toàn bộ đều là nguyên cấp thần binh, tổng cộng 7 kiện. Vốn đang cho rằng không có nguyên cấp thần binh đây, không nghĩ tới, lại có 7 kiện. Đán Đán nhếch miệng, trong mắt phát sáng, hận không thể đem 9 kiện này nguyên cấp thần binh một ngụm nuốt. Đán Đán ý tứ rất đơn giản, nguyên cấp thần binh, đối với thiên cung mà nói, cũng là cực kỳ thiếu hụt chiến lược tài nguyên. Thiên cung những cái kia bản nguyên, cũng có chừng phân nửa không có nguyên cấp thần binh. Nguyên cấp thần binh đều còn xa mới đủ dùng, trong bảo khố không có, cũng là bình thường. Đây cũng là thiên cung dự bị nguyên cấp thần binh, dùng để ban thưởng thủ hạ. Tạ Niệm Khanh nói, một cái đại thế lực vận hành, cũng là cần một chút thủ đoạn, cần thưởng phạt phân minh. Tỷ như một vị nào đó bản nguyên cảnh tồn tại là thiên cung lập xuống đại công, sau đó ban thưởng một kiện nguyên cấp thần binh, cái này sẽ khiến oanh động, đối với những khác bản nguyên cảnh cường giả hình thành kích thích, để mặt khác bản nguyên càng thêm cẩn trọng là thiên cung làm việc. Cái này 7 kiện nguyên cấp thần binh, hiển nhiên là cái này công dụng. Trước đó cái kia 10 ước tả hữu hồng hoang tinh, hiển nhiên cũng là cái này công dụng. Ngoại trừ 7 kiện nguyên cấp thần binh, bọn họ còn phát hiện một chút thần đan, là nguyên cấp thần đan, lấy nguyên cấp thần dược luyện chế mà thành, ẩn chứa bản nguyên ấn ký. Loại này thần đan giá trị, quả thực cao kinh người, đối bản nguyên cảnh tuyệt đối có tác dụng lớn, có thể ở lại bản nguyên cảnh tồn tại tăng lên cùng đột phá. Phát, phát, thật phát. Ha ha, Đán Đán cười to, loại này thần đan, đối với thần chủ đỉnh phong đột phá bản nguyên cảnh, đều có tác dụng lớn, bọn họ sớm muộn đều dùng được. Đáng tiếc chính là, loại này thần đan số lượng, không nhiều, có thể nói là rất ít. Cái này cũng bình thường, luyện chế nguyên cấp thần đan nguyên cấp thần dược, quá hiếm hoi. Đặc biệt là trước kia, cho dù là ở vũ trụ phế khư cũng khó khăn tìm. Bây giờ vũ trụ cự biến, về sau có thể sẽ chậm rãi nhiều lên. Trừ đó ra, còn có một số những bảo vật khác. Đều là một chút phi thường đặc thù bảo vật, tỉ như một ít một lần duy nhất công kích loại bảo vật, hoặc là một lần duy nhất bảo mệnh bảo vật. Những cái này bảo vật, thường thường ở thời khắc mấu chốt có thể có đại dụng. Tóm lại, cái này bảo khố bên trong bảo vật, đều là đỉnh cấp bảo vật, giá trị phi thường kinh người. Bất quá, cũng không có luyện chế nguyên cấp thần binh kim loại vật liệu, cũng không có mặt khác đẳng cấp cao thần dược. Nghĩ đến, thiên cung một khi lấy được những cái này vật liệu, liền sẽ cầm lấy đi luyện chế ra. Sau đó, bọn họ bắt đầu thương lượng phân chia như thế nào. Nơi này đồng cấp một trận chiến bên trong,
Lục Minh chiến lược mạnh nhất, hắn mỗi tăng lên một trọng tu vi, tăng cường chiến lược cũng mạnh nhất, cho nên ta đề nghị, đem hồng hoang cảnh đều phân cho Lục Minh, các ngươi cảm thấy thế nào? Vạn thần đầu tiên nói, Tạ Niệm Khanh cùng Cốt Ma tự nhiên không có ý kiến, đặc biệt là Tạ Niệm Khanh, không cần nói nàng không cần dùng, cho dù cần dùng đến, nàng cũng đều sẽ không chút do dự cho Lục Minh. Chỉ có Đán Đán rất là không muốn, cặp mắt Tích Lưu lưu chuyển, hắn tu vi trong chúng nhân thấp nhất, mới thần chủ ngũ trọng, hắn cũng rất muốn hồng hoang tinh a. Ta đột phá thần chủ bát trọng, nhiều nhất chỉ cần 5 ước hồng hoang tinh, nhiều ta cũng không dùng được. Dạng này a, hồng hoang tinh ta lấy 5 ước, những bảo vật khác, các ngươi lấy thêm một chút. Lục Minh nói, hắn cầm 5 ước như vậy đủ rồi, coi như 10 ước hắn đều cầm cũng không đại dụng. Từ thần chủ bát trọng đột phá đến thần chủ cửu trọng, hắn tối thiểu cần 50 ước trở lên hồng hoang tinh, đây quả thực là một cái thiên văn sổ tự. Cuối cùng thương nghị quyết định, Lục Minh cầm 5 ước hồng hoang tinh, mặt khác 5 ước hồng hoang tinh, Đán Đán cùng Vạn Thần chia đều. Về phần nguyên cấp thần binh, Lục Minh không có lấy, Vạn Thần một người cầm một kiện, Đán Đán, Tạ Niệm Khanh cùng Cốt Ma, một người cầm hai kiện. Lần này cũng vậy, may mắn mà có Đán Đán, mới có thể tìm được thiên cung bảo khố, Đán Đán lấy thêm một kiện, cũng là nên. Vì thế, Đán Đán cười đã nứt ra miệng. Mà những cái kia nguyên cấp thần đan, đám người chia đều. Mặt khác một chút đặc thù bảo vật, đám người cũng là căn cứ tự thân nhu cầu, chia đều. Chuyến này, thu hoạch của bọn hắn to lớn, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Sảng khoái a, quá sung sướng, vẫn là truyền thiên cung bảo khố dễ chịu. Đán Đán cười to. Chuyến này, có thể nói để bọn hắn lập tức giàu chảy mỡ, trong đó rất nhiều bảo vật, giá trị đều là khó có thể cân nhắc. Tỷ như nguyên cấp thần binh, nguyên cấp thần đan, còn có những cái kia đặc thù bảo vật. Đi thôi, không lâu sau nữa, 10 ngày sắp đến. Lục Minh nói. Đám người gật đầu, hướng về bên ngoài đi, rời đi bảo khố. Còn có thời gian một chút, bất quá mọi người đã không muốn lại đi vòng vo, đi một chuyến bảo khố, đối với thiên cung những vật khác, bọn họ đã nhìn không thuận mắt. Bọn họ tìm một cái địa phương, chậm rãi chờ đợi. Lục Minh thì là dành thời gian, luyện hóa hồng hoang tinh. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống nhất định là đại chiến không ngừng. Thực lực càng mạnh càng tốt. Vạn Thần cùng Đán Đán, cũng đồng dạng dành thời gian luyện hóa hồng hoang tinh. Mà Tạ Niệm Khanh, thì là lĩnh hội bản nguyên, cường hóa bản nguyên chi lực. Chỉ có Cốt Ma một người không có việc gì. Hắn tu vi, đã đến cực hạn, bước kế tiếp, chính là bản nguyên cảnh, nhưng là bây giờ thế nhưng là bản nguyên đại kiếp, hắn đã không cách nào tăng lên. Muốn đột phá bản nguyên, chỉ có chờ đến bản nguyên đại kiếp qua, bằng không thì, hắn mới vừa đột phá thời điểm, nguyên căn cũng sẽ bị hút đi. Trước mắt hắn đã đến đỉnh phong, các phương diện đều không thể tiếp tục tăng lên. Rất nhanh, 10 ngày kỳ hạn liền đến. Lục Minh đám người, rời đi Mộng Huyễn Thiên Cung, về tới Ân Khư Ma Bảo phía trên. Mặt khác ác ma, cũng nhao nhao đi ra. Sau một thời gian ngắn, tiến vào Mộng Huyễn Thiên Cung ác ma, toàn bộ đi ra, về tới bên trong Ân Khư Ma Bảo. Lục Minh, các ngươi có không có thu hoạch gì? Có thể tìm được Mộng Huyễn Thiên Cung bảo khố. Tử Tuyền đi tới, dò xét tính hỏi. Không có, chẳng lẽ các ngươi tìm được? Lục Minh hỏi lại, bọn họ đương nhiên sẽ không thừa nhận tìm được bảo khố. Ta đã hỏi thăm những người khác, đều không có tìm được, nhìn đến cái này Thiên Cung bảo khố, ẩn núp quá sâu, đáng tiếc à. Tử Tuyền cảm thán. Tìm nhiều ngày như vậy, đều không có tìm được Mộng Huyễn Thiên Cung bảo khố, để Tử Tuyền đám người ảo não không thôi. Nếu như không phải thời gian không đủ, bọn họ đều muốn tiếp tục tìm kiếm. Nhưng là bọn họ nhất định phải muốn rời đi, đã qua nhiều ngày như vậy, tin tưởng Thiên Cung sớm liền được tin tức, đoán chừng đã phái ra cao thủ đến đánh lén bọn hắn. Không mau chóng rời đi, đoán chừng sẽ bị Thiên Cung cao thủ vây công. Kỳ thật, ở tại bọn hắn tiến vào Mộng Huyễn Thiên Cung vài ngày sau, ra bất hủ đám người, nhận được tin tức. Thiên Cung đại bộ phận cường giả, đều đang diệt thiên quân trụ sở chung quanh. Vây công Diệt Thiên Quân trụ sở, vừa nghe đến tin tức về sau, lập tức liền nổ. Cái gì, thiên lao tội phạm, toàn bộ trốn ra được, vì cái gì sẽ dạng này? Đến cùng xảy ra chuyện gì, hơn 900 thần chủ đều chạy, đang khắp nơi công kích ta thiên cung yếu địa, đáng giận, đáng chết. Thiên lao đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhiều thiên quân gầm thét. Liền xem như ra bất hủ nhân vật như vậy, sắc mặt đều có chút âm trầm. Chư vị đại nhân, nghe nói, là có người xông vào thiên lao, thả ra thiên lao tội phạm. Một vị đến đây truyền tin tức thiên nhân tộc đại hán nói. Là ai xâm nhập thiên lao,
quả thực là tội đáng chết vạn lần. Một vị thiên quân gầm thét. Căn cứ thiên lao giám sát trận pháp phản hồi đi ra hình ảnh, là mấy người kia. Thiên nhân tộc đại hán xuất ra một khối ngọc phù, thôi động ngọc phù, mấy bóng người, lập tức nổi lên. Là Lục Minh cái kia tiểu tạp toái. Đáng chết, không đúng, còn có ác ma. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn. Thiên lao, tự nhiên rất nhiều nơi đều có giám sát trận pháp, Lục Minh tự nhiên khó có thể né qua tất cả giám sát trận pháp. Lục Minh cái kia tiểu tạp toái, tại sao cùng ác ma lăn lộn ở cùng một chỗ? Có người nghi hoặc. Không tốt, chẳng lẽ là Lục Minh tiến nhập ám vũ trụ, cùng ác ma hợp tác? Có người biến sắc suy đoán. Cùng ác ma hợp tác, làm sao có thể, hiện tại ác ma đều bị ma tổ trùng xâm nhập, bản thân khó bảo toàn, chẳng mấy chốc sẽ trở thành tộc ta khôi lỗi, Lục Minh làm sao có thể cùng ác ma hợp tác? Ác ma kia rời đi ám vũ trụ. Cái này, hiện trường thiên nhân tộc cao thủ, tranh luận túi bụi. Báo, đúng lúc này, lại có một cái thiên nhân tộc cấp tốc bay tới, lúc này một cái thiên nhân tộc lão giả, khuôn mặt kinh khủng, một bộ thất kinh bộ dáng. Cái gì sự tình, một vị thiên quân sầm mặt lại, hỏi. Chư vị đại nhân, việc lớn không tốt, vừa rồi nhận được tin tức, Mộng Huyễn Thiên Cung, bị người công phá. Thiên nhân tộc lão giả âm thanh run rẩy trả lời. Cái gì? Rầm rầm rầm. Từng đạo khí tức đáng sợ bộc phát ra, vô số thiên nhân tộc cao thủ, trên người đều bộc phát vô tận lửa giận. Bọn họ trong mắt trừng rất lớn, trong mắt đều là sát cơ, còn có không thể tưởng tượng nổi. Mộng Huyễn Thiên Cung, thế mà bị công phá. Ai làm? Hiện nay Hồng Hoang vũ trụ, Diệt Thiên Quân bị vây nhốt ở đây, ác ma bị ma tổ trùng ăn mòn, bọn họ Thiên Cung, đã không có đối thủ, còn có ai có thể công phá Mộng Huyễn Thiên Cung? Chẳng lẽ là Á Tiên tộc? Ai làm? Gia Bất Hủ thanh âm lạnh lùng hỏi, thanh âm bên trong sát khí lạnh như băng, mặc cho ai đều nghe ra. Là Lục Minh, còn có ác ma, số lớn ác ma. Thiên nhân tộc lão giả âm thanh run rẩy trả lời. Lại là Lục Minh. Còn có ác ma, ở đâu ra đại lượng ác ma? Rất nhiều thiên quân cấp bậc tồn tại gầm thét. Là thật, chư vị đại nhân mời xem. Thiên nhân tộc lão giả đồng dạng lấy ra một khối ngọc phù, kích phát ngọc phù, lập tức có hình ảnh nổi lên. Hình ảnh bên trong, chính là Lục Minh đám người còn có mấy ngàn ác ma công kích Mộng Huyễn Thiên Cung đại trận tràng cảnh. Thiên nhân tộc người đều nhìn ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu, mới phản ứng được. Là ác ma bốn đại vương tộc ngân dược ác ma cùng tử nhãn ác ma, bọn họ vì sao có thể xuất hiện ở Hồng Hoang vũ trụ? Bọn họ cũng bị ma tổ trùng ăn mòn, chỉ là dựa vào một điểm ma tổ huyết tinh bột kéo dài hơi tàn, trèo trống không mất bao nhiêu thời gian, căn bản không dám rời đi ám vũ trụ, bọn họ làm sao có thể đi tiến đánh Mộng Huyễn Thiên Cung? Rất nhiều thiên quân cũng đại hống, khó mà tin được trước mắt thấy. Yên tĩnh một chút. Bỗng nhiên, Gia Bất Hủ thanh âm vang lên, đám người đều an tĩnh lại. Hiện tại phàn nàn vô dụng, bây giờ xem ra, tử nhãn cùng ngân dực hai tộc ma tổ trùng, bị áp chế, hoặc là bị loại trừ, cho nên mới có khả năng rời đi ám vũ trụ. Gia Bất Hủ nói, ma tổ trùng bị loại trừ, điều này sao có thể? Rất nhiều thiên nhân tộc, y nguyên khó có thể tin. Mặc kệ đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, nhưng là bây giờ sự thật chính là như thế, chúng ta cũng phải như vậy dự đoán. Gia Bất Hủ nói, lão tổ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, lão tổ, ta đề nghị lập tức phái ra cao thủ, triệt để đem những cái kia ác ma cùng Lục Minh tiêu diệt. Không sai, còn có thiên lao trốn ra được người, cũng không thể mặc kệ, phải phái người đi diệt sát. Một chút thiên quân, mồm năm miệng mười nói. Xem ra, Lục Minh là muốn thông qua loại này phương pháp, cho Diệt Thiên Quân trụ sở giảm bớt áp lực, phân tán chúng ta lực lượng, hảo ngươi một cái Lục Minh, là ta xem thường ngươi. Gia Bất Hủ nói nhỏ, thanh âm hết sức băng hàn, sát cơ lạnh lẽo như đao. Nhưng là, hắn lại không thể không nhìn Lục Minh. Thiên lao trốn ra được người, khắp nơi phá hư, công kích thiên cung yếu địa, còn có diệt sát thiên nhân tộc, bọn họ tuyệt đối không thể mặc kệ. Còn có Lục Minh cùng những cái kia ác ma, đều đánh vào Mộng Huyễn Thiên Cung, bọn họ càng thêm không thể mặc kệ. Cho dù biết rõ mục đích Lục Minh, cũng vẫn là phải phái người tiến về. Lão tổ, ta đề nghị, lập tức phái ra đại quân, nhất cử đem Lục Minh cùng những cái kia ác ma tiêu diệt. Một vị thiên quân đề nghị. Vậy phái ra bao nhiêu người đây, chúng ta không biết ác ma có bao nhiêu ma chủ cấp nhân vật. Một vị khác thiên quân nói. Ngân dực cùng tử nhãn hai tộc toàn bộ cộng lại,
ước chừng có thể xuất động chừng 5.000 ma chủ, chúng ta nhất định phải làm tốt bọn họ toàn bộ lên đường chuẩn bị, cho nên, ta quyết định, trước phái ra chừng 5.000 thần chủ, đi Mộng Huyễn Thiên Cung, trước không nên cùng đối phương quyết chiến, thăm dò một lần đối phương lực lượng, nếu như đối phương thật là chừng 5.000 thần chủ, đem tin tức truyền về, lại định đối sách khác. Mặt khác, phái ra 2.000 thần chủ, đi vây giết Thiên Lao chạy ra khỏi những người kia. Những người khác, vẫn như cũ toàn lực tiến đánh diệt thiên quân trụ sở, bất kể như thế nào, nhân vương nhục thân mới là trọng yếu nhất. Gia Bất Hủ bắt đầu ra lệnh, là, những người khác lĩnh mệnh. Sau đó không lâu, 2.000 thần chủ xuất phát, đi vây giết Thiên Lao chạy ra khỏi cao thủ. Mà 5.000 thần chủ, thì là thẳng hướng Mộng Huyễn Thiên Cung. Kể từ đó, vây công diệt thiên quân chỗ ở cao thủ, thiếu 7.000. Lúc đầu, Thiên Cung tổng cộng xuất động 1.600.000 tả hữu thần chủ, cộng thêm gần 7.000 thần chủ, cộng lại tổng cộng gần 2.300.000 thần chủ. Bây giờ lập tức rời đi 7.000, còn thừa lại 1.600.000 tả hữu thần chủ. Cái này khiến diệt thiên quân áp lực, hơi hòa hoãn một lần, có thể chống đỡ thời gian, biến dài một chút. Ác ma, rốt cuộc là làm sao áp chế hoặc là loại trừ ma tổ trùng đây? Chẳng lẽ là ma tổ huyết tinh? Gia Bất Hủ ánh mắt đột nhiên sáng lên. Gia Bất Hủ lập tức liền nghĩ đến ma tổ huyết tinh. Bởi vì hắn biết rõ, có thể khắc chế ma tổ trùng, chỉ có ma tổ huyết tinh. Hơn nữa, lúc trước chính là hắn thiết kế, lấy ma tổ huyết tinh, đem ác ma nhất tộc dẫn tới ám vũ trụ, đem ác ma nhất tộc vĩnh viễn chắn ở ám vũ trụ. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, ma tổ huyết tinh bên trên, có nhân vương bày ra kết giới, ác ma nhất tộc căn bản không có khả năng tới gần, đó là làm thế nào chiếm được ma tổ huyết tinh. Hắn tự nhiên cũng nghĩ đến Lục Minh đám người, nhưng là, hắn đối với nhân vương kết giới hiểu rõ, xa so với ác ma biết muốn bao nhiêu. Bởi vì, ma tổ huyết tinh lúc trước chính là Gia Bất Hủ trong lúc vô tình lấy được, hắn khi lấy được ma tổ huyết tinh thời điểm, ma tổ huyết tinh còn có bao vây giới thiệu, trong đó liền nhắc tới nhân vương kết giới. Nhân vương kết giới, mặc dù chủ yếu nhằm vào ác ma nhất tộc, nhưng là đối với nhân tộc thủ hạ tôi tớ, cũng có cực mạnh tác dụng khắc chế. Không chỉ có như thế, bất luận cái gì sinh linh, bao quát nhân tộc bản thân, đều khó mà xuyên qua kết giới, sẽ hình thành cực mạnh áp lực. Muốn xuyên qua kết giới, lấy được ma tổ huyết tinh, trừ phi là siêu thoát giả mới có thể làm đến. Nhưng là, bây giờ Hồng Hoang vũ trụ, còn có siêu thoát giả sao? Hiển nhiên không có khả năng. Coi như cầm Lục Minh là cấm kỵ chi thể, cũng tuyệt đối không có khả năng xuyên qua nhân vương kết giới, lấy được ma tổ huyết tinh, nhưng là không có lấy đến ma tổ huyết tinh, ác ma là thế nào áp chế hoặc là loại trừ thể nội ma tổ trùng đây? Gia Bất Hủ lâm vào thật sâu trầm tư. Hắn không cho rằng Lục Minh đám người có thể cầm tới ma tổ huyết tinh, bởi vì cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Lục Minh liền xem như thiên phú có mạnh hơn, cũng không khả năng xuyên qua nhân vương kết giới. Ý nghĩ này bị hắn phủ nhận, nhưng lại nhường hắn càng thêm trăm mối vẫn không có cách giải. Vẫn là phái người đi tìm hiểu một lần. Gia Bất Hủ nói nhỏ, sau đó phái người tiến về ám vũ trụ, xem xét nhân vương kết giới, còn ở hay không. Hắn phái đi người, rất nhanh liền có hồi phục. Nhân vương kết giới vẫn còn, bình yên vô sự. Về phần ma tổ huyết tinh, là giấu ở trong hộp bên trong, bọn họ không thể mặc qua kết giới, tự nhiên không nhìn thấy ma tổ huyết tinh phải trang bị cầm đi. Cái này khiến Gia Bất Hủ càng thêm nghi hoặc. Lục Minh đám người rời đi Mộng Huyễn Thiên Cung về sau, liền cưỡi Ân Khư Ma Bảo, dự định rời đi. Ân Khư Ma Bảo phá toái hư không, tiến vào không gian tối tăm bên trong tiến lên. Nhưng là, không có tiến lên bao lâu, liền rung động dữ dội lên. Địch tập, địch tập. Có ác ma thét dài, kinh động đến tất cả mọi người. Thiên cung người tới thật nhanh. Lục Minh mắt sáng lên. Rất hiển nhiên, bọn họ nhất định là bị thiên cung cường giả tập kích. Lục Minh, Tử Tuyền, Ngân Không đám người, hội tụ ở một gian đại điện bên trong, trên đại điện có một khối to lớn gương đồng, cái này gương đồng, có thể chiếu rọi ra cảnh tượng bên ngoài. Ân Khư Ma Bảo bên ngoài, hư không phá toái, cuồng bạo khí tức quét sạch bát phương. Ở Ân Khư Ma Bảo phía trước, có số lớn thân ảnh đứng ở trong hư không. Toàn bộ đều là thiên cung cường giả, hơn nữa, đều là thần chủ cảnh tồn tại. Số lượng khoảng chừng 5.000 người. Quả nhiên là thiên nhân tộc, hiện tại vũ trụ phế khư quy tắc áo nghĩa biến bình ổn, xem ra thiên cung người, cũng có biện pháp bố trí lỗ sâu. Lục Minh suy nghĩ. Trước kia, vũ trụ phế khư là không có cách nào mở ra lỗ sâu, bởi vì quy tắc áo nghĩa hỗn loạn. Nhưng bây giờ, tình huống đã cải biến. Tựa như lần trước ở thiên thu chiến trường quang hoàn thế giới tranh đoạt nhân vương nhục thân,
thời không linh thử nhất tộc, là ở chỗ này mở ra lỗ sâu, Diệt Thiên Quân cường giả, chính là dựa vào lỗ sâu, phản hồi Diệt Thiên Quân trụ sở. Bây giờ, Thiên Cung thần chủ tồn tại, có thể ở ngắn ngủi mấy ngày chạy tới nơi này, không có lỗ sâu là làm không được. Thiên nhân tộc, rất tốt, đi, ra ngoài cùng bọn hắn tên giết, giết sạch những cái này thiên nhân tộc. Giết, giết sạch những cái này tạp chủng. Rất nhiều ác ma đều gầm thét. Ác ma cùng thiên nhân tộc vốn chính là thù truyền kiếp, tăng thêm lần này ma tổ trùng sự tình, ác ma đối với thiên nhân tộc cừu hận sâu hơn, đại bộ phận ác ma đều đối thiên nhân tộc hận thấu xương, bây giờ thấy thiên nhân tộc, rất nhiều ác ma liền muốn lao ra cùng thiên nhân tộc chém giết. Chờ một chút, hiện tại không biết thiên nhân tộc phái ra bao nhiêu cao thủ, có lẽ trong bóng tối còn có mai phục, chúng ta trước tiên lui một đoạn, thăm dò một lần đối phương thực lực lại nói. Tử Tuyền nói không sai, trước thăm dò một lần thiên nhân tộc phái tới bao nhiêu người, có hay không mai phục lại ra tay không muộn. Ngân không cũng nói theo. Ác ma cũng không có lập tức ra ngoài cùng thiên nhân tộc cao thủ chém giết, mà là điều khiển ân khư ma bảo, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Không nên để cho ác ma đi, truy. Toàn diện ác ma. Thiên cung rất nhiều cao thủ hét lớn, hướng về ân khư ma bảo vọt tới, đủ loại công kích, không ngừng hướng về ân khư ma bảo đánh tới. Bất quá, ân khư ma bảo rất nhiều ác ma ra chỉ phía dưới, lực phòng ngự phi thường kinh người, thiên cung cao thủ muốn công phá ân khư ma bảo, cũng không có dễ dàng như vậy. Song phương một đuổi một chạy, trong nháy mắt vượt qua dài rằng giặc khoảng cách. Qua dài như vậy khoảng cách, đều không có phát hiện thiên cung có mặt khác cao thủ mai phục, từ đầu đến cuối, đều chỉ có 5.000 người. Rất hiển nhiên, thiên nhân tộc cũng không cao thủ mai phục. Lúc này, Tử Tuyền, Ngân Không đám người, dự định lao ra cùng thiên nhân tộc chém giết một phen. Lục Minh, ngươi không ngăn cản bọn họ, ra ngoài cùng thiên nhân tộc chém giết, ác ma những cao thủ này có thể không đủ, thực lực tổn hao, đối thiên cung kiểm chế, liền muốn giảm bớt. Cốt ma cho Lục Minh truyền âm. Không, ta liền chính là muốn để bọn hắn chém giết. Lục Minh lấy truyền âm đáp lại. Chẳng lẽ ngươi đã có cái gì kế sách? Cốt ma trong hốc mắt hồn hỏa một trận nhảy lên. Hắn đối Lục Minh hiểu rất rõ, Lục Minh nói như vậy, nhất định là có chỗ kế sách. Không sai, cũng không biết có thể thành công hay không. Đón lấy, Lục Minh đem kế sách của hắn, cùng Cốt Ma, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Vạn Thần bốn người nói một phen. Bốn người con mắt, đều phát sáng lên. Yên tâm, ngươi kế hoạch, chỉ có thể muốn thành công, ta chỗ này, cam đoan không có vấn đề, hắc hắc. Đán Đán nở nụ cười, rất là đắc ý. Bởi vì Lục Minh kế sách này, Đán Đán sắp nổi đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vậy là tốt rồi, hy vọng có thể thành công a, một khi thành công, chiến cuộc liền có thể triệt để lật bàn. Lục Minh nói nhỏ, nói tiếp, đi thôi, chúng ta theo ác ma giết ra ngoài, tận lực giết nhiều mấy cái thiên nhân tộc. Đi, giết ra ngoài, giết thống khoái, ta đã sớm nhịn không nổi. Vạn Thần tuét miệng nói, trong mắt tất cả đều là lạnh lùng sát cơ. Sau đó, bọn họ đi theo ác ma cao thủ, giết ra ngoài. Giết, giết sạch thiên nhân tộc tạp chủng. Chừng 5.000 ác ma ma chủ gào thét, ma khí trùng thiên, từ ân khư ma bảo trung trùng giết ra ngoài, đánh tới thiên nhân tộc cao thủ. Song phương phân biệt có 5.000 thần chủ cảnh tồn tại, đáng sợ công kích đụng vào nhau, khu vực này hư không, hỗn loạn tương bừng. Đáng sợ kình khí thủy triều quét sạch bát phương, hư không bên ngoài cả một đầu tinh hà, trong nháy mắt bị đánh bạo. Vô số tinh thần nổ tung, hằng tinh dập tắt, vô ngần hư không, bị xé nứt ra từng đầu đáng sợ khe hở. Vô số sinh linh, ở song phương đại chiến vẫn lạc. Đây chính là thần chủ đại quân đại chiến đáng sợ, phát sinh ở vũ trụ tinh không, sẽ hủy thiên diệt địa. Qua mấy vòng viễn trình va chạm về sau, song phương cường giả, liền chém giết cùng một chỗ, hai bên bắt đối chém giết. Bá! Một cán kim sắc mũi thương, nhắm thẳng vào Lục Minh mi tâm. Đây là một tôn thần chủ cửu trọng thiên nhân tộc, ánh mắt lạnh lẽo, phát động đòn đánh mạnh nhất, muốn đối Lục Minh nhất kích tất sát. Tự tìm cái chết. Lục Minh ánh mắt phát lạnh, chiến thần thương cũng đâm ra ngoài. Nhưng là, Lục Minh mũi thương, so với đối phương càng nhanh, uy lực mạnh hơn, phát sau mà đến trước. Phốc. Đối phương mi tâm trực tiếp bị Lục Minh xuyên thủng, chết tại chỗ. Lấy chiến lực Lục Minh bây giờ, đánh giết một vị thần chủ cửu trọng, thực sự quá dễ dàng. Hiện tại một dạng thần chủ đỉnh phong, đều không phải là Lục Minh đối thủ, chỉ có loại kia đỉnh cấp thần chủ đỉnh phong, mới có thể áp chế Lục Minh. Như ở Vô Lượng Ma Uyên gặp phải Ngân Giáp Thiên Quân. Giết! Đánh chết đối phương sau đó, chiến thần thương thuận thế quét ngang, có đem một vị thần chủ bát trọng thiên nhân tộc oanh sát.
Những người khác cũng đều đang đại chiến. Cốt Ma, Đán Đán đều gặp đối thủ, chém giết khó phân thắng bại. Mà Tạ Niệm Khanh cùng Cốt Ma liền cường thế vô cùng, liên sát đối phương mấy người cao thủ, tự nhiên cũng bị đối phương cường giả theo dõi. Mấy vị thần chủ đỉnh phong cường giả xông về Tạ Niệm Khanh cùng Cốt Ma. Giao cho ta. Cốt Ma hét lớn, thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu đen, liền xông ra ngoài, bàn tay như ma đao, liên tục bổ ra. Phốc phốc. Hai cái thần chủ đỉnh phong cao thủ, không thể có mảy may chống đối, chủ cấp thần binh bị đánh nát, thân thể ở Cốt Ma dưới bàn tay, chia năm xẻ bảy. Mặt khác một là thần chủ đỉnh phong cường giả, dọa nhanh lùi lại. Người này, giao cho ta, các ngươi đi đối phó những người khác. Giọng nói lạnh lùng vang lên, một tôn thân ảnh khôi ngô đánh tới Cốt Ma. Cong một tiếng, Cốt Ma cùng đối phương đối một chiêu, hai người thân hình đều liên tiếp lui về phía sau. Bách Chiến Thiên Quân, Lục Minh mắt sáng lên. Mới vừa xuất thủ ứng phó Cốt Ma, chính là Thiên Cung bốn đại tối cường thiên quân một trong Bách Chiến Thiên Quân. Lần này thiên nhân tộc là từ hai vị tối cường thiên quân xuất lĩnh. Một vị Bách Chiến Thiên Quân, một vị Tuyệt Diệt Thiên Quân. Vừa rồi Bách Chiến Thiên Quân liền tại phụ cận, nhìn thấy Cốt Ma chiến lực cường đại như thế, liền hướng Cốt Ma giết tới đây. Cái gì tối cường thiên quân, ta chiếu giết. Cốt Ma hét lớn, hướng về đối phương giết tới, cùng Bách Chiến Thiên Quân giao phong cùng một chỗ. Tạ Niệm Khanh cùng bị cho rằng cường đại thiên quân để mắt tới, hai người triển khai giao phong. Lục Minh không hề rời đi quá xa, đợi ở Vạn Thần cùng Đán Đán một bên, cùng thiên nhân tộc chém giết. Vạn Thần cùng Đán Đán, dù sao tu vi thấp một chút, nếu như gặp được đối thủ cường đại, chỉ sợ nguy hiểm, hắn lưu tại phụ cận, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chém giết phi thường thảm liệt, thời thời khắc khắc đều có cường giả vẫn lạc. Những cái này đều là thần chủ cảnh tồn tại, trong vũ trụ nhân vật đứng đầu. Bất luận cái gì một tôn, ở bình thường cái kia đều là nhân vật cao cao tại thượng, một vị, liền có thể để một chủng tộc hưng thịnh, trở thành trong vũ trụ đỉnh tiêm chủng tộc. Bên ngoài, vũ trụ bên trong chỉ có trăm người đứng đầu chủng tộc có được thần chủ, trên thực tế đương nhiên không chỉ, một chút cường đại chủng tộc, trong bóng tối cũng có thần chủ tỏa chấn. Nhưng là, vũ trụ bên trong có được thần chủ chủng tộc, tuyệt đối sẽ không vượt qua 300 cái. Nhân vật như vậy, vào lúc này, lại hoàn toàn không đáng tiền, không ngừng bị giết, không ngừng vẫn lạc. Lui, rút lui. Bỗng nhiên, thiên cung hậu phương, vang lên tiếng giống to. Lập tức, thiên cung cường giả, bắt đầu có thứ tự lui lại. Bọn họ cũng không có bối rối, lui về phía sau chăm chú có đầu, hai bên tầm đó đang không ngừng hội tụ, thế công cũng thay đổi thành lấy phòng ngự là chính. Ác ma cùng thiên cung số lượng không sai biệt lắm, thực lực cũng không kém nhiều, đối phương một lòng muốn lui lại, ác ma bên này cũng ngăn không được. Sau một thời gian ngắn, thiên cung tất cả cao thủ, đều tụ chung một chỗ, một bên phòng ngự, một bên lui lại. Ác ma truy một đoạn thời gian, chỉ có thể từ bỏ, bởi vì sợ trúng kế, bị đối phương mai phục. Trận chiến này, ác ma một phương, tổn thất sắp hết 200 vị ma chủ. Bất quá, thiên cung bên kia, hẳn là cũng không khá hơn chút nào, tổn thất cũng đồng dạng không nhỏ. Đằng sau một đoạn thời gian, thiên cung người không lại tiến công, ác ma muốn phản công, khống chế ân khư ma bảo tiến lên, thiên cung người liền lui lại, tránh đi ác ma. Hừ, những cái này thiên nhân tộc tạp chủng, thật là không có gan, không dám cùng chúng ta một trận chiến. Có chút ác ma cười lạnh. Thiên cung người không dám cùng chúng ta giao chiến, nhưng cũng không rút đi, cảm giác mục đích là ngăn chặn chúng ta đoán chừng, viện quân của bọn hắn, chẳng mấy chốc sẽ đến. Lục Minh nói. Lục huynh nói có đạo lý, chúng ta đằng sau nên làm như thế nào? Tử Tuyền hỏi. Qua khoảng thời gian này ở chung, hắn biết rõ, Lục Minh túc trí đa mưu, tất cả có vấn đề gì, trước hết hỏi Lục Minh. Chúng ta nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, có thể sẽ lâm vào thiên cung bao bọc, đây đối với chúng ta bất lợi, ta đề nghị, chúng ta rời đi nơi này, đi tiến đánh thiên cung một chút trọng yếu địa phương, thậm chí là mặt khác thiên cung. Lục Minh mở miệng nói. Cái này chủ ý không sai, vậy cứ làm như thế. Tử Tuyền cùng Ngân Không đều rối rít gật đầu. Sau đó, ân khư ma bảo thôi động, phá không rời khỏi nơi này. Ác ma rời đi. Đáng giận, truy, không thể để cho bọn họ thoát ly tầm mắt của chúng ta. Chờ viện binh của chúng ta vừa đến, chính là bọn hắn tử kỳ. Thiên nhân tộc cường giả nhau nhau hạ lệnh, 4-5 ngàn thần chủ cảnh cao thủ hướng về ân khư ma bảo đuổi tới. Ác ma khống chế ân khư ma bảo, không lâu sau đó, liền xuất hiện ở một cái cự đại tinh thần bên ngoài. Cái này tinh thần, là thiên cung một cái tinh cầu tư nguyên,
trọng yếu hơn, trước kia ở trong này có không ít cao thủ trấn thủ. Cho dù là hiện tại, mặc dù không có thần chủ cảnh tồn tại, nhưng là thần đế cảnh cao thủ y nguyên có không ít. Oanh! Ân khư ma bảo xuất hiện sau, trực tiếp hướng về tinh cầu này va chạm đi qua, không ít ma chủ cảnh ác ma xông ra, từng đạo công kích, rầm rạp chẳng chịt hướng về tinh thần phía dưới đánh tới. Oanh, oanh, oanh! Tinh cầu oanh minh, không ngừng nổ tung, nham tương trùng thiên. Trên đó, trấn thủ tại chỗ này thiên cung cao thủ, chớp mắt hôi phi yên diệt. Vẹn vẹn chỉ là không tới một phút, tài nguyên này tinh cầu, liền chịu khổ hủy diệt. Xa xa hư không vỡ ra, thiên cung những cái kia thần chủ, cũng chạy tới, nhìn thấy một màn này, giận không kềm được, đỏ ngầu cả mắt, xông về tinh cầu tư nguyên. Bất quá, những cái kia động thủ ác ma, đã quay trở về ân khư ma bảo, sau đó ân khư ma bảo khởi động, phá không rời đi, hướng về thiên cung chỗ tiếp theo trọng yếu địa phương phóng đi. Tiếp xuống mấy ngày, ác ma khống chế ân khư ma bảo, liên tục hủy thiên cung 7 chỗ trọng yếu địa phương. Sau đó, ân khư ma bảo một mực hướng về một cái phương hướng phóng đi. Không tốt, bọn họ muốn đi tử vi thiên cung, không thể để cho bọn họ đạt được. Tin tức truyền ra, để viện binh đều phòng ngự tử vi thiên cung, tới một tiền hậu giáp kích. Thiên cung cường giả hét lớn. Lục minh bọn họ, đích xác muốn vọt tới tử vi thiên cung đi, nơi đây, khoảng cách tử vi thiên cung, đã không xa. Bất quá, khi bọn hắn gần sát tử vi thiên cung thời điểm, liền phát hiện không hợp lý, tử vi thiên cung phía trước, hội tụ mấy ngàn thần chủ cảnh tồn tại. Hiển nhiên, là thiên cung viện quân đến. Ở tử vi thiên cung trước đó, tối thiểu hội tụ 3.000 thiên cung thần chủ. 3.000 thần chủ, ác ma tự nhiên không sợ, nhưng là đối phương lưng tựa tử vi thiên cung, tùy thời có thể tiến vào tử vi trong thiên cung, mượn nhờ tử vi thiên cung trận pháp, cho nên, muốn ứng phó, cũng không có dễ dàng như vậy. Một cái khác, đằng sau 4.700 đến 800 thần chủ theo đuổi không bỏ, sẽ đối bọn hắn hình thành hai mặt giáp công chi thế, cho nên vừa nhìn thấy tình huống như vậy, chúng ác ma kiềm chế lại ra ngoài cùng thiên cung thần chủ chém giết xúc động, điều khiển ân khư ma bảo, đổi phương hướng, hướng về một phương hướng khác phóng đi. Giết, không nên để cho bọn họ đào tẩu. Ngăn bọn họ lại. Đằng sau những cái kia thiên cung thần chủ lập tức giết tới, giống to hướng về ân khư ma bảo đuổi theo, mà tử vi thiên cung phía trước 3.000 thần chủ, cũng cùng một chỗ đánh tới ân khư ma bảo. Thiên cung hai chi thần chủ đại quân cộng lại, gần 8.000 thần chủ, thực lực đã ở phía xa ác ma bên này phía trên, ác ma đương nhiên sẽ không ngu như vậy, dừng lại cùng đối phương chém giết, không ngừng bay tới đằng trước, nếu như nhìn thấy thiên cung chiếm cứ tinh cầu, liền thuận tiện xuất thủ công kích. Chúng ta tách ra truy kích, bằng không, những cái kia ác ma căn bản sẽ không dừng lại. Bách chiến thiên quân đề nghị. Không sai, một nhóm người truy kích, mặt khác một nhóm đường vòng bao bọc. Một vị khác cường đại thiên quân cũng là gật đầu. Lập tức, hai nhóm thần chủ tách ra, một nhóm 3.000 người, đường vòng những phương hướng khác, dự định đi bao bọc ác ma. Còn lại một nhóm tiếp tục truy kích. Lấy ác ma hiếu chiến bản tính, cùng đối thiên nhân tộc cửu hận, chỉ cần thấy được đối phương không có giáp công, liền sẽ xuất thủ cùng đối phương chém giết. Quả nhiên không lâu sau đó, lại bộc phát một trận chém giết, song phương lại phân biệt tổn thất gần 100 thần chủ, cuối cùng phát hiện mặt khác một nhóm thiên cung thần chủ đuổi theo, ác ma lại tiến vào ân khư ma bảo đào tẩu. Mà thiên cung người tiếp tục truy kích. Cứ như vậy quanh đi quẩn lại, đi qua mấy tháng. Trong lúc đó, phía trên bộc phát mấy trận chém giết, song phương tổn thất cũng không nhỏ, bất quá thiên cung đại quân, thủy chung khó có thể đối ác ma hình thành bao bọc. Mà mấy tháng nay, vũ trụ lại đã xảy ra long trời lỡ đất đại loạn. Đầu nguồn, tự nhiên là từ thiên lao bên trong trốn ra được những cái kia cường giả. Đặc biệt là 918 tên thần chủ cảnh cường giả, tài liệu thi đối thiên cung ngập trời hận ý, triển khai điên cuồng trả thù. Thiên cung ở trong vũ trụ đủ loại trụ sở, tinh cầu tư nguyên, tu luyện thánh địa, thậm chí như mộng thiên chi thành loại này thiên cung trọng yếu địa phương, đều bị công kích. Để thiên cung tổn thất nặng nề, đại lượng thần đế hoặc là thần đế trở xuống tồn tại bị giết, gây nên vũ trụ oanh động. Không lâu sau đó, thiên cung liền phái ra cường giả, khắp nơi truy sát thiên lao chạy ra người. Vũ trụ bên trong các nơi thỉnh thoảng bộc phát thần chủ đại chiến, tinh không chấn động, tinh cầu hủy diệt, các tộc lo sợ bất an. Đặc biệt là tu vi thấp sinh linh, càng là sợ hãi, bởi vì thần chủ đại chiến tạo thành chấn động quá lớn, có thể tùy tiện hủy diệt tinh cầu, hủy diệt sinh linh, một lần này liên tục đại chiến, không biết bao nhiêu sinh linh bị cuốn đi vào. Nhưng là không lâu sau đó, một đầu càng mãnh liệt hơn tin tức, truyền khắp vũ trụ, gây nên oanh động. Thập cường chủng tộc một trong đấu chiến thánh tộc, thả ra tin tức,
thiên nhân tộc hèn hạ vô sỉ, vì bảo vật, tùy ý đối đấu chiến thánh tộc xuất thủ, tàn sát đấu chiến thánh tộc người, hơn nữa còn đem đấu chiến thánh tộc thiên tài cường giả đấu thần vô kỵ giam giữ tại thiên lao mấy cái năm hàng tinh, bảo thủ tra tấn. Vì vậy, đấu chiến thánh tộc quyết định rời khỏi thiên cung. Ở thả ra cái tin tức này phía trước, những cái kia tham dự vây công diệt thiên quân chỗ ở đấu chiến thánh tộc, đã lặng lẽ rút lui. Sau đó, đấu chiến thánh tộc cường giả, đều tiến vào hắn mẫu tinh bên trong, toàn bộ đấu chiến mẫu tinh hướng về vũ trụ phế khư di động, tiến vào vũ trụ phế khư. Toàn bộ đấu chiến thánh tộc, rời đi vũ trụ tinh không, di chuyển đến vũ trụ phế khư. Mà khoảng cách đấu chiến thánh tộc thả ra tin tức vẻn vẹn một ngày sau đó, Phật tộc cùng ma tộc, còn có linh tộc lần lượt thả ra tin tức, bởi vì thiên cung tùy ý giam giữ tộc nhân của bọn hắn, thậm chí trong bóng tối đánh giết tộc nhân của bọn hắn, bọn họ dự định thoát ly thiên cung, hơn nữa cùng đấu chiến thánh tộc một dạng, mang theo các tộc mẫu tinh, tiến vào vũ trụ phế khư. Tin tức vừa ra, vũ trụ xôn xao. Thập cường chủng tộc, trước sau có tứ tộc thoát ly thiên cung, tiến nhập vũ trụ phế khư, đây là trước đó chưa từng có đại sự. Cứ tính toán như thế đến, tăng thêm Á tiên tộc, thập cường chủng tộc còn nghe lệnh của thiên nhân tộc, chỉ có ngũ tộc. Đồng thời, các tộc cũng trái tim băng giá, thiên nhân tộc thế mà trong bóng tối đối các tộc làm chuyện như vậy, thua thiệt các tộc còn vì thiên nhân tộc bán mạng. Chẳng lẽ vũ trụ các tộc ở thiên nhân tộc trong mắt, thật là có thể tùy ý tước đoạt run dế. Rất nhiều cường tộc, đều lên tâm tư khác nhau, muốn học tứ tộc một dạng, tiến vào vũ trụ phế khư phát triển. Bây giờ vũ trụ đại biến. Vũ trụ phế khư không ở tĩnh mịch một mảnh, quy tắc áo nghĩa không ở hỗn loạn, tương phản, ngược lại trở thành tu luyện thánh địa, so trước kia vũ trụ tinh không, tốt lên rất nhiều lần tu luyện thánh địa. Hiện tại nếu là có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi, thu hoạch được tiên cơ, tương lai nói không chừng có thể quật khởi. Diệt thiên quân trụ sở bên ngoài, thì là bị một mảnh căm giận ngút trời bao phủ. Đáng chết, hèn mọn run dế, lại dám phản bội chúng ta. Quả thực là tự tìm đường chết. Rất nhiều thiên nhân tộc thiên quân gầm thét, lửa giận ngập trời. Hừ, đấu chiến thánh tộc, Phật tộc, ma tộc cùng linh tộc, đơn giản là cảm thấy chúng ta bây giờ phân thân thiếu phương pháp, bất lực đối phó bọn hắn, cho nên mới dám lớn lối như vậy, ta đề nghị, lập tức phái ra đại quân, đem cái này tứ tộc hủy diệt. Một vị cường thế hơn tính táo thiên quân nói. Ta cũng đề nghị như thế, bằng không thì, những con kiến hôi này, đều muốn cảm thấy ta thiên nhân tộc dễ bắt nạt. Gia Cầu Tiên cũng lạnh lùng mở miệng. Cuối cùng, mọi người ánh mắt, đều nhìn về Gia Bất Hủ. Quyết định cuối cùng, vẫn là muốn Gia Bất Hủ làm ra. Gia Bất Hủ hơi hơi nhíu mày, nếu như phái ra cao thủ đi vây giết tứ tộc, cái kia diệt thiên quân trụ sở bên này binh lực, lại muốn giảm bớt. Bọn họ đã trước sau phái ra một vạn thần chủ, nếu như muốn đối phó tứ tộc, tối thiểu còn cần phái ra 2000 thần chủ. Tứ tộc kinh doanh nhiều năm, hơn nữa còn là ở riêng mình mẫu tinh bên trên. Có trọng trọng trận pháp, muốn công phá, cũng không có dễ dàng như vậy, cần thêm ra mấy lần chiến lược mới được. Năm đó công phá long tộc mẫu tinh, đã là như thế. Nếu như lại phái ra mấy ngàn thần chủ, diệt thiên quân trụ sở bên này lực lượng càng yếu, hơn chỉ còn lại có một vạn tả hữu thần chủ, sẽ để cho thời gian kéo dài hơn. Chậm thì sinh biến, đây là Gia Bất Hủ không muốn nhìn thấy. Bọn họ công kích diệt thiên quân trụ sở mới bao lâu? Liền xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Ai biết tiếp tục mang xuống, sẽ phát sinh như thế nào biến cố? Hay là trước đem nhân vương nhục thân đoạt vào trong tay bên trong mới là trọng yếu nhất, như đấu chiến thánh tộc các tộc, chỉ cần đánh tan diệt thiên quân về sau, lật tay có thể diệt. Báo. Đúng lúc này, có người đến đây bẩm báo, sắc mặt khó coi. Cái gì sự tình? Gia Bất Hủ hỏi. Khởi bẩm lão tổ, việc lớn không tốt, vừa rồi nhận được tin tức, vũ trụ phế khư chỗ sâu xuất hiện một cỗ lực lượng. Đang đại lượng chiếm cứ vũ trụ phế khư đại lục mảnh vỡ, đã xâm chiếm mảng lớn địa hạt. Truyền tin tức người bẩm báo nói. Tin tức này vừa ra, hiện trường lại là một mảnh xôn xao. Thiên nhân tộc chúng cường lúc đầu lửa giận còn chưa lắng lại, lúc này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, lửa giận càng tăng lên. Một thế lực, là cái gì thế lực lớn mật như thế, không biết vũ trụ phế khư, bây giờ đã là chúng ta thiên cung đồ vật sao? Một vị thiên quân gầm thét chất vấn. Theo tin tức xưng, là Á tiên tộc. Truyền tin tức người trả lời. Cái gì, Á tiên tộc, đáng chết run rế, thật to gan. Lại là nghĩ đục nước béo cò, không sợ bị diệt sao. Thiên nhân tộc chúng cường bắt đầu sững sờ, sau đó chính là gầm thét, lộ ra thật bất ngờ. Chỉ có Gia Bất Hủ sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết một dạng. Á tiên tộc, quả nhiên xuất thủ.
Gia Bất Hủ nói nhỏ. Lão Tổ, ra tay đi, phái ra đại quân, nhất cử hủy diệt Á Tiên tộc, thuận tiện giải quyết đấu chiến Thánh tộc, Phật tộc. Có người đề nghị. Gia Bất Hủ khoát tay, đám người an tĩnh lại. Trước không cần phải để ý đến những cái này chủng tộc, nhân vương nhục thân mới là mấu chốt, tiếp tục tập trung lực lượng tiến đánh diệt thiên quân trụ sở, chỉ cần lấy được nhân vương nhục thân, tìm lại được nhân vương trái tim, có thể quét ngang vạn cổ, những cái này tiểu tộc, không đáng để lo, đến lúc đó lật tay có thể giết. Gia Bất Hủ phân phó nói. Cái này, rất nhiều thiên nhân tộc chần chờ. Bọn họ không cam tâm làm như vậy, cảm thấy quá mất mặt. Bị thủ hạ phản bội còn không phái người trấn áp, chẳng phải là muốn bị người chê cười, chủng tộc khác sinh linh, chẳng phải là lá gan càng lớn. Đây là mệnh lệnh. Gia Bất Hủ lạnh lùng nói. Đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể lĩnh mệnh. Còn có, phân phó, tứ đại thiên cung, còn có mặt khác một chút yếu địa, toàn bộ thôi động, hướng về vũ trụ phế khư đi. Về sau, vũ trụ phế khư mới là căn bản, vũ trụ tinh không bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, không cần. Gia Bất Hủ tiếp tục phân phó. Là, đám người lĩnh mệnh, sau đó cấp tốc bắt đầu hành động, đem tin tức truyền xuống. Sau một thời gian ngắn, thiên cung bắt đầu hành động, tứ đại thiên cung, còn có như mộng huyễn thiên thành dạng này yếu địa, cũng bắt đầu di động, hướng về vũ trụ phế khư đi. Tin tức truyền ra, vũ trụ các tộc càng khiếp sợ hơn. Không lâu sau đó, tin tức cũng truyền đến Lục Minh trong tai. Lục Minh lộ ra nụ cười, tin tức này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Đấu chiến Thánh tộc, Phật tộc, Ma tổ cùng Linh tộc rời khỏi, không thể nghi ngờ có thể yếu bớt thiên cung thực lực. Thập cường chủng tộc, mỗi một tộc đều chỉ ít có 100 vị thần chủ trở lên, nhiều tiếp cận 200, lập tức rời khỏi, thiên cung thần chủ, lập tức giảm bớt không nhỏ. Liên tiếp, diệt thiên quân trụ sở có thể kiên trì thời gian, không thể nghi ngờ vừa dài rất nhiều. Mà Á Tiên tộc xuất thủ, cũng sẽ cho thiên cung mang đến áp lực rất mạnh. Á Tiên tộc xuất thủ, tự nhiên không phải là vì trợ giúp diệt thiên quân, chỉ là vì lợi ích của mình mà thôi. Bây giờ vũ trụ phế khư, sắp trở thành tu luyện thánh địa, đủ loại thần dược, đủ loại thiên tài địa bảo thai nghén mà ra, đã muốn trở thành tu luyện thánh địa. Là tương lai các đại thế lực vùng giao tranh, chiếm cứ vũ trụ phế khư, tương lai mới có thể mượn nhờ nơi này đại lượng tư nguyên, không ngừng sinh ra cao thủ, nhanh chóng quật khởi. Á Tiên tộc, khẳng định cũng là nhìn chúng điểm này mới ra tay. Nhưng là, đối với Diệt Thiên Quân mà nói, cũng là chuyện tốt. Bây giờ vũ trụ, càng hỗn loạn càng tốt, càng hỗn loạn, Diệt Thiên Quân mới càng có cơ hội. Nếu là không có thế lực khác dính vào, Thiên Cung liền có thể an tâm tiến đánh Diệt Thiên Quân, cái kia Diệt Thiên Quân bị diệt, là chuyện sớm hay muộn. Ân Khư Ma Bảo, tiếp tục cùng Thiên Cung đại quân chiến đấu. Ở vũ trụ phế khư chỗ sâu, có một mảnh đại lục to lớn mảnh vỡ nhóm. Vùng này, tổng cộng có 50 khối đại lục mảnh vỡ. Trong đó 49 khối đại lục mảnh vỡ, đem một khối nhất đại lục to lớn mảnh vỡ vây vào giữa. Ở những đại lục này mảnh vụn bên trên, đều phủ đầy trận pháp khởi động, chung quanh một mảnh sương mù, đem trên phiến này đại lục mảnh vỡ nhóm, ẩn tàng ở trong hư không, không dễ bị phát hiện. Nơi này, chính là Á Tiên tộc trụ sở, Á Tiên tộc tổng bộ. Á Tiên tộc, vẫn giấu kín ở vũ trụ phế khư bên trong, hơn nữa bọn họ chiếm cứ trên phiến này đại lục mảnh vỡ, bản thân cũng không tĩnh mịch, sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa chung quanh trận pháp, qua Á Tiên tộc tổ tiên cải tạo, cùng ngoại giới ngăn cách, cho dù trước kia, quy tắc áo nghĩa đều không hỗn loạn. Vô tận tuế nguyện đến nay, Á Tiên tộc đều ở nơi này sinh sôi hưng thịnh, bọn họ cực ít xuất hiện ở vũ trụ tinh không bên trong, cho nên ở vũ trụ tinh không, bọn họ số lượng cực ít, cũng cực kỳ thần bí. Lúc này, trung gian lớn nhất đại lục mảnh vỡ, một gian đại điện bên trong, ngồi đầy người. Những cái này, đều là Á Tiên tộc cường giả, đại đa số đều là thần chủ đỉnh phong tồn tại. Á Tiên tộc tuyệt đại thiên kiêu Thương Khung, ngồi cao tại chủ tọa phía trên, nhìn xuống chúng cường. Ở bản nguyên đại kiếp niên đại, bản nguyên cảnh cường giả nhau nhau tự phong, thần chủ chính là đỉnh phong. Mà Thương Khung, xem như trước mắt Á Tiên tộc thiên phú kẻ cao nhất, đồng thời cũng là con tộc trưởng. Một cách tự nhiên liền trở thành Á Tiên tộc tạm thời lãnh tụ. Công tử, bây giờ chúng ta đã chiếm cứ trước mắt đã thăm dò khu vực 20%, còn muốn tiếp tục xuất binh sao? Một cái thần chủ đỉnh phong thiên nhân tộc lão giả hỏi thăm Thương Khung. Vũ trụ phế khư địa hạt cuồn cuộn vô ngần, so vũ trụ tinh không lớn hơn nhiều lắm, tức liền qua vô số năm, bị người thăm dò khu vực, cũng mới 1/3 mà thôi. 1/3 20%, cũng là không cách nào tưởng tượng khổng lồ cương vực.
So vũ trụ tinh không phải lớn rất nhiều, đại lục mảnh vỡ vô số. Đầy đủ á tiên tộc sinh sôi. Không, còn chưa đủ, tiếp tục xuất binh, chiếm cứ càng nhiều địa hạt. Thương Khung nói. Công tử, nếu như tiếp tục, sợ sẽ khiến thiên nhân tộc phản công a. Một vị khác thần chủ đỉnh phong á tiên tộc cường giả nói, thần thái khá là lo lắng. Không cần sợ, bây giờ ở trong mắt thiên nhân tộc, nhân vương nhục thân mới là trọng yếu nhất, bọn họ nhất định sẽ tập trung lực lượng tiến đánh diệt thiên quân trụ sở, không có tâm tư lại đến tiến đánh chúng ta. Còn có, muốn cứu sống tộc ta vô thượng tồn tại, tộc ta vì kia chí cường giả, cần nhiều tư nguyên hơn, cho nên, chúng ta nhất định phải chiếm cứ càng nhiều địa hạt, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Chờ ta tộc vì kia chí cường giả phục sinh, cái gì thiên nhân tộc, tùy tiện có thể diệt. Thương Khung mở miệng, tràn đầy quả quyết cùng lòng tin. Đương nhiên, không dùng qua độ liền có thể, chiếm cứ hiện tại thăm dò khu vực 50% là được. Thương Khung tiếp tục phân phó. Tuân lệnh. Á tiên tộc chúng cường lĩnh mệnh, sau đó tiếp tục xuất binh, chiếm lĩnh càng nhiều khu vực. Cái này khiến thiên nhân tộc cao thủ càng thêm phẫn nộ. Lòng tham không đáy, á tiên tộc, thực sự là lòng tham không đáy, quả thực nên diệt. Giết, nên giết, chờ diệt kẻ phản nghịch, chính là á tiên tộc hủy diệt thời điểm. Rất nhiều thiên nhân tộc cao thủ gầm thét. Bất quá, để bọn hắn càng đau đầu hơn, vẫn là Lục Minh cùng Tím Mắt, Ngân Dực hai tộc ác ma. Khoảng thời gian này, bởi vì vây bắt Lục Minh đám người, thiên cung đã tổn thất 500 tả hữu thần chủ. Cái này khiến bọn họ đau lòng không thôi. Đây chính là 500 thần chủ A, cũng không phải thần đế, bồi dưỡng một cái thần chủ, đều cần đại lượng tài nguyên. Mặc dù ác ma cũng tổn thất không nhỏ, nhưng là ác ma sinh mệnh, có thể cùng bọn họ thiên nhân tộc so sánh sao? Ở thiên nhân tộc trong mắt, cho dù chết nhiều hơn nữa ác ma, cũng so bất quá bọn hắn thiên nhân tộc A. Nhưng là, Lục Minh, còn có nhóm này ác ma không tiêu diệt rơi, liền sẽ không ngừng quấy rối bọn họ, không ngừng tiến đánh bọn họ. Cho dù tứ đại thiên cung đều chuyển rời đến vũ trụ phế khư đều vô dụng, y nguyên sẽ đi công kích. Riêng là một cái mộng huyễn thiên cung bị công phá, đều tổn thất nặng nề, bên trong tất cả bảo vật, phàm là có chút giá trị, đều bị quét sạch sành xanh. Mộng huyễn thiên cung những cái kia cao thủ kém chút tức hộc máu. Nhưng là một mực chiến đấu xuống, tổn thất thực sự quá lớn. Chẳng lẽ muốn dùng 5.000 thần chủ đi đổi 5.000 ác ma ma chủ? Bọn họ có thể không nỡ, bọn họ thiên nhân tộc. Tổng cộng mới bao nhiêu thần chủ? Cho nên, đám người thiên nhân tộc nhao nhao hướng ra bất hủ đề nghị, rút về thiên nhân tộc cao thủ, để ác ma bên trên. Dùng ác ma tới đối phó ác ma. Thiên nhân tộc cao thủ rút về đến tiến đánh diệt thiên quân trụ sở, chỉ cần số ít thiên nhân tộc cao thủ điều khiển ác ma ma chủ, đi tiến đánh Ngân Dực cùng Tử Nhãn hai tộc ác ma. Như vậy thì là đổi mệnh, cái kia chết cũng là ác ma, đối bọn hắn thiên nhân tộc không có tổn thất. Dù sao, diệt thiên quân trụ sở bên ngoài, có gần 7.000 ác ma ma chủ. Còn có ở ám vũ trụ, còn có lưu lại một chút ác ma ma chủ, cộng lại, ứng phó Lục Minh những người kia, dư xài. Dạng này, coi như không thể hoàn toàn tiêu diệt Lục Minh đám người, nhưng là ngăn chặn bọn họ là có thể, mà thiên nhân tộc bản thân, cũng toàn tâm tiến đánh diệt thiên quân trụ sở, chờ diệt thiên quân, ở tập trung lực lượng ứng phó Lục Minh đám người, liền vô cùng đơn giản. Tốt, vậy liền theo phương pháp của các ngươi đến. Rút về tộc ta cường giả, dẫn đầu ác ma đi vây giết Lục Minh đám người, mặt khác, đem ám vũ trụ tất cả có thể mang ra ác ma ma chủ, toàn bộ triệu tập lại, đi vây giết Lục Minh cùng Ngân Dực Tím Mắt hai tộc. Ra bất hủ phân phó. Mệnh lệnh truyền xuống, lập tức bắt đầu hành động, 7.000 ác ma ma chủ có 5.000 ma chủ lập tức xuất phát, đi vây chặt Lục Minh đám người. Diệt thiên quân trụ sở bên ngoài, thiên cung lưu lại thần chủ cao thủ tăng thêm ác ma ma chủ, chỉ còn lại có chừng 5.000. Tiến đánh cường độ, lập tức yếu đi rất nhiều. Nhưng là, diệt thiên quân bên này nhưng không biết a, tưởng rằng thiên nhân tộc mưu kế gì, tự nhiên không dám phái người đi ra chủ động công kích. Mà thiên nhân tộc ở ám vũ trụ vơ vét một lần, lại triệu tập đến chừng 2.000 ma chủ giết ra, cùng lúc trước 5.000 ma chủ tụ hợp, tổng cộng 7.000 ma chủ, thẳng hướng Lục Minh đám người. Tăng thêm Tử Nhãn cùng Ngân Dực hai tộc, ám vũ trụ ác ma tất cả ma chủ cộng lại, có 1.400.000 tả hữu. Đây là một cỗ lực lượng khổng lồ, so thiên cung lực lượng cũng không kém bao nhiêu. Nếu không phải ác ma bốn đại trong vương tộc chiến, chém giết không ngừng, liên hợp lại, chưa hẳn không thể xông ra thiên nhân tộc vây chặt. Làm 7.000 ma chủ đuổi kịp Ân Khư Ma Bảo bước chân về sau, thiên nhân tộc gần 7.500 thần chủ, toàn bộ rút lui, phản hồi diệt thiên quân trụ sở, tiếp tục tiến đánh diệt thiên quân trụ sở. Chỉ để lại 7.000 ma chủ, truy sát Lục Minh đám người.
Đáng giận, hèn hạ thiên nhân tộc, là muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Một chút ác ma gầm thét. Nhìn thấy bọn hắn đối thủ là ác ma về sau, Tử Nhãn cùng Ngân Dực hai tộc ác ma do dự. Bọn họ giết ra ngoài, cùng mặt khác ác ma chém giết, chỉ có thể không ngừng yếu bớt ác ma lực lượng, tiện nghi thiên nhân tộc. Đáng tiếc, những cái kia ác ma hoàn toàn bị ma tổ trùng ăn mòn, trở thành thiên nhân tộc khôi lỗi, ở thiên nhân tộc mệnh lệnh dưới, chỉ biết là điên cuồng tiến công, thậm chí không sợ sinh tử. Bất quá thấy một màn như vậy, Lục Minh con mắt lại phát sáng lên. Kế hoạch thành công một nửa. Lục Minh lộ ra nụ cười. Đây chính là Lục Minh muốn thấy được. Hắn mục đích chính là muốn để thiên nhân tộc phái ác ma đến tiến đánh bọn họ. Cho nên, trước đó ác ma cùng thiên nhân tộc chém giết, hắn cũng không ngăn cản, ngược lại ủng hộ ác ma cùng thiên nhân tộc chém giết. Bởi vì chỉ có không ngừng chém giết, để thiên nhân tộc tổn thất lớn rồi lên, thiên nhân tộc người mới có thể đau lòng, mới có thể phái ác ma đến công kích bọn họ. Lục Minh lập tức triệu tập Tử Tuyền, Ngân Không đám người cùng một chỗ nghị sự. Chư vị, chúng ta cơ hội chuyển bại thành thắng, rốt cuộc đã đến. Lục Minh mỉm cười nói. Chuyển bại thành thắng. Hiện tại tình huống này, chúng ta làm sao chuyển bại thành thắng? Tử Tuyền cùng Ngân Không không khỏi mở miệng, tràn đầy nghi hoặc. Bây giờ cùng chúng ta đối chiến, chính là ác ma, chỉ cần đem bọn hắn thể nội ma tổ trùng loại trừ, thắng lợi, chẳng phải là thuộc về chúng ta. Lục Minh mỉm cười hỏi lại. Nếu là có thể đem bọn hắn thể nội ma tổ trùng loại trừ, bọn họ lọt vào đối đãi như vậy, khẳng định đối thiên nhân tộc oán hận ngập trời, nhất định sẽ điên cuồng công kích thiên nhân tộc, đó đích xác là có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng là, muốn đem bọn hắn thể nội ma tổ trùng loại trừ, cũng không có dễ dàng như vậy, nhất định phải ở ẩn chứa ma tổ huyết tinh năng lượng trong nước ngâm nửa giờ trở lên mới hữu hiệu quả. Chúng ta sẽ ẩn chứa ma tổ huyết tinh năng lượng nước vãi hướng bọn họ, thiên nhân tộc sẽ ra lệnh cho bọn họ trong nháy mắt rời đi, căn bản không có hiệu quả. Tử Tuyền nói, không sai, trừ phi có thể đem bọn họ cố định ở một cái địa phương, sau đó đổ ra đại lượng ẩn chứa ma tổ huyết tinh năng lượng nước, để bọn hắn ngâm vượt qua nửa giờ, không, bọn họ bị hoàn toàn ăn mòn, tối thiểu cần một giờ, vậy làm sao có thể làm được? Phải hiểu, đối phương đều là thần chủ, lâm thời bày trận, nhưng không có cường đại như vậy trận pháp, có thể vây khốn 7.000 thần chủ. Ngân Không nói theo. Lục Minh gật gật đầu, Tử Tuyền cùng Ngân Không nói, đều rất có lý. Bây giờ vũ trụ, thiếu khuyết nhằm vào thần chủ trở lên trận pháp, có thể phòng ngự thần chủ trận pháp, đều là qua hàng năm mệt mỏi tuổi, vô tận tuế nguyệt gia cố, đem đủ loại tàn trận kết hợp với nhau, mới có như vậy hiệu quả. Như các tộc mẫu tinh, như thiên cung, như diệt thiên quân trụ sở. Trong thời gian ngắn muốn bố trí ra một cái vây khốn thần chủ trận pháp, không dễ dàng, bởi vì thiếu khuyết như vậy trận pháp cao cấp, lại càng không cần phải nói, muốn vây khốn 7.000 ma chủ trận pháp. Cái này không cần lo lắng, chúng ta có biện pháp. Lập tức, Lục Minh đem vạn hóa phế tích nơi này nói một lần. Hơn nữa lời nói, đán đán có thể điều khiển vạn hóa phế tích trận pháp. Vạn hóa phế tích, chính là trước kỷ nguyên một cái trận pháp đại thế lực lưu lại đủ loại trận pháp, đủ loại loại hình đều có, tự nhiên không thiếu hụt khốn địch loại. Chỉ cần đem 7.000 ma chủ, dẫn tới vạn hóa phế tích, liền có thể đem bọn hắn vây ở trong phạm vi nhất định, sau đó đổ vào ẩn chứa ma tổ huyết tinh năng lượng nước, thay đối phương loại trừ ma tổ trùng. Lại có chỗ như vậy. Tử Tuyền cùng Ngân Không con mắt đều phát sáng lên. Hiện tại, chỉ cần các ngươi giảng ma tổ huyết tinh ta mượn dùng một chút, là được. Lục Minh nói. Về phần nước dùng, hắn hoàn toàn không thiếu. Hồng hoang giới bên trong, thế nhưng là một khối hoàn chỉnh đại lục mảnh vỡ, đủ loại hồ lớn, không thiếu gì cả. Có chút hồ nước, phương viên mấy ngàn vạn dặm, vô biên vô hạn. Mặt khác, thiên tinh đại lục, cũng bị thu vào bên trong hồng hoang giới, trên đó, cũng có đủ loại hồ lớn, hoàn toàn không thiếu nước. Cái này đơn giản. Tử Tuyền gật gật đầu, vung tay lên, ma tổ huyết tinh bay về phía Lục Minh. Tử Tuyền đem ma tổ huyết tinh giao cho Lục Minh, Lục Minh phất tay tiếp nhận ma tổ huyết tinh, đem thu vào bên trong hồng hoang giới, sau đó, ma tổ huyết tinh rơi vào thiên tinh đại lục một tòa hồ nước khổng lồ bên trong. Cái này làm hồ nước, phi thường to lớn, phương viên khoảng chừng trăm vạn dặm, ẩn chứa số lượng cao hồ nước. Ma tổ huyết tinh rơi vào hồ nước, từng sợi năng lượng màu đỏ ngòm lan tràn ra, tan trong hồ nước nhanh chóng biến đỏ lên, giống như huyết thủy đồng dạng, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía khuếch tán. Mà Tử Tuyền, Ngân Không đám người, cũng bắt đầu hành động, không đang lẩn trốn tránh, chủ động đón nhận những cái kia bị thiên nhân tộc khống chế ác ma, bọn họ hơi cùng chém giết một phen, liền điều khiển ân khư ma bảo đào tẩu.
Truy, không nên để cho bọn họ trốn. Lão tổ có lệnh, lấy ác ma tiêu hao ác ma, đừng sợ tổn thất, nhất định phải tiêu diệt bộ phận này ác ma. Thống soái một lần này bộ phận ác ma, là bốn đại tối cường thiên quân một trong đại mộng thiên quân, lúc này lạnh như băng hạ lệnh. Sắc mặt nàng dị thường âm trầm, đối Lục Minh còn có Tử Tuyền, Ngân Không đám người, hận thấu xương. Nàng xuất thân mộng huyễn thiên cung, chính là mộng huyễn thiên cung tối cường thiên quân, địa vị sùng tôn. Nhưng là, mộng huyễn thiên cung, lại bị Lục Minh, còn có Tử Tuyền, Ngân Không đám người công phá, đem bên trong tất cả bảo vật, quét sạch không còn. Đây đối với tất cả mộng huyễn thiên cung thiên nhân tộc mà nói, đều là vô cùng nhục nhã. Đại mộng thiên quân, tự nhiên một ngàn một vạn cái muốn hủy diệt Lục Minh cùng Tử Tuyền Ngân Không đám người. Nàng xuất lĩnh 7.000 ác ma, điên cuồng hướng về Ân Khư Ma Bảo đuổi theo. Ân Khư Ma Bảo bay về phía phương hướng, tự nhiên là vạn hóa phế tích vị trí. Cứ như vậy, một đuổi một chạy, một đường bay vào vũ trụ phế khư. Không tốt, phía trước là Tử Vi Thiên Cung, không muốn buông tha bọn họ, theo đuổi không bỏ cho ta, không nên để cho bọn họ có cơ hội công kích Tử Vi Thiên Cung. Đại Mộng Thiên Quân hét lớn. Khoảng thời gian này, Tứ Đại Thiên Cung còn có Thiên Cung một chút trọng yếu địa phương, đều chuyển rời đến vũ trụ phế khư đến. Trùng hợp là, Tử Vi Thiên Cung, liền ở Lục Minh bọn họ đi về phía trước phương hướng này. Cho nên Đại Mộng Thiên Quân nhìn thấy Ân Khư Ma Bảo hướng về phương hướng này phi hành, còn tưởng rằng Lục Minh đám người mục tiêu là Tử Vi Thiên Cung, tự nhiên xuất lĩnh ác ma toàn lực truy kích. Bất quá, Lục Minh bọn họ mục đích, tự nhiên không phải Tử Vi Thiên Cung, bọn họ căn bản không biết Tử Vi Thiên Cung ở phương hướng này, Tử Vi Thiên Cung còn không có nhìn thấy, vạn hóa phế tích, đã đến. Ân Khư Ma Bảo, bay thẳng vào vạn hóa phế tích. Trong lúc đó, Đán đã sớm một bước tiến vào vạn hóa phế tích, cùng nơi này trận linh đánh tốt chào hỏi. Nơi đây có chút cổ quái, dừng lại. Đại Mộng Thiên Quân hét lớn một tiếng, hạ lệnh để chúng ác ma dừng lại. Nàng ngưng thần quan sát phía trước, sắc mặt có chút âm tình bất định. Nơi đây rõ ràng là một vùng phế tích, một khối đại lục mảnh vỡ, trước kỷ nguyên lưu lại. Ân Khư Ma Bảo, vì sao bay đến trong này đi? Đại nhân, nếu như lo lắng, không bằng trước phái 5.000 ác ma đi vào điều tra một phen, lưu lại 2.000 ở bên ngoài trấn thủ, nếu như gặp được tình huống như thế nào, nhưng có cái tiếp ứng. Đại Mộng Thiên Quân bên cạnh, một vị thiên nhân tộc Đại Hán đề nghị. Đại Hán này, cũng là một vị đỉnh cấp thiên quân, mặc dù không bằng Đại Mộng Thiên Quân bậc này tối cường thiên quân, nhưng là không sai biệt nhiều. Thiên nhân tộc đến tự nhiên không chỉ Đại Mộng Thiên Quân một người, có chừng trăm người, đều hội tụ ở bên người Đại Mộng Thiên Quân. Ân, có đạo lý, cứ làm như thế, các ngươi xuất lĩnh 5.000 người đi theo vào xem xét tình huống, ta tự mình trấn thủ ở bên ngoài, nếu có cái gì tình huống, lập tức bẩm báo. Đại Mộng Thiên Quân phân phó nói, là, lập tức, thì có 50 thiên nhân tộc, xuất lĩnh 5.000 ác ma, hướng về vạn hóa phế tích đuổi theo. Bọn họ một mực hướng về vạn hóa phế tích chỗ sâu đi, bất chi bất giác, đi tới vạn hóa phế tích vị trí trung tâm, rất xa nhìn thấy Ân Khư Ma Bảo, đứng tại phía trước. Làm cái quỷ gì? Một vị đỉnh cấp thiên quân nhíu mày, cảm giác sự tình có chút khác thường. Chẳng lẽ Lục Minh đám người muốn dừng lại cùng bọn hắn chém giết? Kia ngược lại là chính hợp bọn họ ý tứ. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là không có hạ lệnh lập tức trùng sát đi lên, mà là trước phái ra gần 100 ác ma trước bay lên trước điều tra tình huống. Ngược lại là cẩn thận, thế mà chỉ 5.000 ác ma, bất quá cũng đủ rồi, Đán, có thể động thủ. Ân Khư Ma Bảo bên trong, Lục Minh đem thiên nhân tộc bên này hành động, nhìn rõ rõ ràng ràng. Sự tình cũng không hoàn mỹ, hắn lúc đầu dự định đem 7.000 ác ma một lưới bắt hết, nhưng tiếc là, chỉ 5.000 ác ma, còn có 2.000 ác ma, hiển nhiên là ở bên ngoài tiếp ứng. Bất quá, 5.000 ác ma, cũng đủ rồi, nếu là có thể đem bọn hắn thể nội ma tổ trùng toàn bộ loại trừ, song phương thực lực cân bằng, sẽ đánh vỡ. Được rồi, các bằng hữu của ta, đã chờ không nổi nữa. Đán nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lấy thủ đoạn đặc thù truyền ra tin tức. Sau một khắc, vạn hóa phế tích phiến này đại địa, bao quát chung quanh hư không, tràn ngập lên sáng lạng hào quang. Vô tận hào quang tràn ngập, hóa thành vô tận phù văn đan vào một chỗ, lại tạo thành từng tòa đại trận. Toàn bộ đều là khốn địch loại đại trận, tạo thành tầng tầng lồng giam, muốn đem 5.000 ác ma, bao quát 50 vị thiên nhân tộc, giam ở trong đó. Chúng kế, xuất thủ, đánh xuyên những trận pháp này lao ra. Muốn trận pháp vây khốn chúng ta, nằm mơ, đánh đi ra. Mấy vị thiên quân giống to, hiệu lệnh 5.000 ác ma xuất thủ.
Hống hống hống. 5.000 ác ma gào thét, ra tay toàn lực, ma khí trùng thiên, 5.000 đạo công kích, hướng về một cái phương hướng oanh kích. Rầm rầm rầm. Kinh thiên oanh minh bộc phát, bất quá, để những cái kia thiên nhân tộc trợn mắt hốc mồm là, 5.000 ác ma đồng loạt ra tay, những cái kia trận pháp, lại bình yên vô sự, một chút việc đều không có. Tối đa chỉ có thể kích thích một tia gợn sóng. Điều này sao có thể? Vũ trụ bên trong, có trận pháp gì có thể chống đối 5.000 ma chủ liên thủ công kích? Trừ phi là như Diệt Thiên Quân trụ sở, đã tiêu hao hết mấy chục cái năm hàng tinh, tiêu hao số lượng cao tài nguyên chế tạo thành trận pháp, mới có cái hiệu quả này. Mà cái này, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện dạng này trận pháp? Trước kỷ nguyên tàn trận, những cái kia thiên nhân tộc tâm lý rung động, nghĩ tới điểm này. Xuất thủ, mau ra tay, các ngươi những cái này hèn mọn ác ma, tranh thủ thời gian ra tay toàn lực cho ta. Một vị thiên quân gào thét, hiệu lệnh 5.000 vạn ma điên cuồng xuất thủ. Bất quá, y nguyên vô dụng. Nơi này đại trận, lực phòng ngự quá mạnh, đẳng cấp cao kinh người, tức liền qua vô tận tuế nguyệt, uy lực giảm bớt rất nhiều, nhưng cũng không phải là 5.000 ma chủ trong thời gian ngắn phá. Mặc cho bọn hắn làm sao công kích, cũng vô dụng. 5.000 ma chủ, bị vây ở nhất định phạm vi bên trong. Đán đán, để ngươi bằng hữu xuất thủ, giải quyết hết 50 cái thiên nhân tộc. Lục Minh đối đán đán nói. Có 50 cái thiên nhân tộc ở bên trong, đằng sau không tốt hành động. Nếu như đổ vào ẩn chứa ma tổ huyết tinh hồ nước, giúp những cái kia ác ma loại trừ ma tổ trùng, tối thiểu cần 1 giờ trở lên. Khi đó, nếu như những cái kia thiên nhân tộc nhìn thấy ác ma ma tổ trùng muốn bị loại trừ, phát cuồng đánh giết bên trong ác ma, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Cho nên, trước đem những cái này thiên nhân tộc giải quyết hết. Chỉ là 50 người mà thôi, đơn giản. Đán đán cười hắc hắc, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng sát cơ, cho hắn trận linh bằng hữu truyền ra tin tức. Sau một khắc, lại có mấy trận pháp nổi lên. Lần này, là công kích loại trận pháp. Mấy trăm đạo kiếm quang ngưng tụ mà ra, sau đó đánh tới cái kia 50 cái thiên nhân tộc. Kiếm quang trực tiếp tránh những cái kia ác ma, chuyên môn đánh tới những cái kia thiên nhân tộc. Những cái này kiếm quang, uy lực phi thường kinh người, mỗi một đạo, uy năng đều phi thường đáng sợ. Phốc, phốc, phốc. Lập tức, thì có 10 cái thiên nhân tộc bị kiếm quang xuyên thủng, chết tại chỗ. Mặt khác thiên nhân tộc, mặc dù liều mạng chống đối, nhưng bao nhiêu đều bị thương. Cho dù là vị kia đỉnh cấp thiên quân, trên người đều xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy ròng. Nhưng là, kiếm quang không có ý dừng lại chút nào, tiếp tục triển khai sát phạt. Kêu thảm không ngừng vang lên, không ngừng có thiên nhân tộc bị giết. Ngăn trở những cái này kiếm quang cho ta. Còn dư lại thiên nhân tộc giống to, điều khiển những cái kia ác ma, đem chính bọn hắn bao bọc vây quanh, muốn dùng ác ma thân thể đem những cái này kiếm quang ngăn trở. Nhưng là, đây đều là không công. Kiếm quang trực tiếp phá toái hư không, vòng qua những cái kia ác ma, tiếp tục thẳng hướng những cái kia thiên nhân tộc. Cuối cùng, 50 cái thiên nhân tộc, toàn bộ bị đánh giết, bao quát vị kia đỉnh cấp thiên quân, kết quả đều là giống nhau. Lợi hại, nếu là có thể đem những cái kia thiên nhân tộc, bao quát ra bất hủ đều dẫn tới nơi này, lại lấy trận pháp đem toàn bộ đánh giết, chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lục Minh nói thầm trong lòng, nhưng là biết rõ, đó căn bản không có khả năng. Nếu như truy kích bọn họ đại bộ phận đều là thiên nhân tộc, liền không có dễ dàng như vậy đem dẫn tới nơi này. Bởi vì, vạn hóa phế tích thoạt nhìn liền không bình thường, người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra có trận pháp dấu vết. Có dị thường, đương nhiên sẽ không tùy tiện tiến vào. Mà ác ma, liền không giống nhau. Những cái kia thiên nhân tộc, căn bản không có đem ác ma tính mệnh coi ra gì, cho dù biết có dị thường, chết cũng là ác ma, coi như tổn thất đại lượng ác ma, bọn họ cũng không để ý. Hơn nữa, những cái kia thiên nhân tộc cho rằng, có 5.000 ác ma, cho dù có dị thường gì, xông ra trùng vây không khó lắm. Cho nên, cho dù biết có dị thường, cũng vọt vào. Bọn họ có thể đem ác ma dẫn tới nơi này, nhưng nếu muốn đem thiên nhân tộc dẫn tới nơi này, gần như không có khả năng. Cho nên trước đó truy kích bọn họ là thiên nhân tộc, Lục Minh liền không có áp dụng biện pháp này. Biện pháp này chỉ có thể dùng một lần, nếu như lộ ra ánh sáng, cái kia muốn dụ ác ma, đều không làm được. Hiện tại, đại công cáo thành, chỉ kém một bước cuối cùng. Bá. Lục Minh chạy ra khỏi Ân Khư Ma Bảo, đi tới cao không, sau đó tâm niệm vừa động, hồng hoang giới phát sáng, ở cao không, liền xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong,
Số lượng cao huyết hồng sắc hồ nước, đổ xuống mà ra, xông vào trận pháp bên trong. Huyết hồng sắc hồ nước càng ngày càng nhiều, 5.000 ác ma, rất nhanh liền bị số lượng cao huyết hồng sắc hồ nước che mất. Những cái kia ác ma gào thét, vừa bắt đầu không ngừng dãy giụa, phát ra kêu gào thống khổ. Đó là bởi vì ma tổ huyết tinh năng lượng, đã xuyên thấu qua hồ nước, thấm vào bọn họ thể nội, bắt đầu áp chế ma tổ trùng nguyên nhân. Một lát sau, làm ma tổ trùng bị áp chế đến mức nhất định, những cái kia ác ma trở nên bình tĩnh trở lại, an tĩnh chui vào đến trong hồ nước, không nhúc nhích. Ma tổ huyết tinh năng lượng, bắt đầu toàn diện loại trừ ma tổ trùng. Vạn hóa phế tích bên ngoài, Đại Mộng Thiên Quân đám người xuất lĩnh 2.000 ác ma ma chủ, lặng lặng chờ đợi. Nhưng là, mười mấy phút về sau, một điểm động tĩnh đều không có, bọn họ cũng không có thu đến bất cứ tin tức gì, cái này khiến Đại Mộng Thiên Quân sắc mặt có chút âm trầm. Kỳ thật, bị giết cái kia 50 thiên nhân tộc, trước khi chết, muốn cho Đại Mộng Thiên Quân truyền tin tức, thông báo cho bọn hắn bị lừa, đáng tiếc, nơi đó bị trận pháp ngăn cách, truyền âm ngọc phù, căn bản không truyền ra tin tức. Mà Mộng Huyễn Thần Ngọc, ở vũ trụ phế khư căn bản vô dụng. Mặc dù bây giờ vũ trụ phế khư quy tắc áo nghĩa trở nên có thứ tự, nhưng là muốn để Mộng Huyễn Thần Ngọc ở vũ trụ phế khư có thể truyền tin tức, đó là một cái công trình vĩ đại, cần thời gian dài dằng dặc. Mặt khác còn cần cực mạnh cao thủ xuất thủ. Bởi vì, vũ trụ phế khư địa hạt quá lớn. Ở thời gian ngắn như vậy, căn bản không có thể làm được. Cho bọn hắn truyền tin tức, hỏi một chút tình huống như thế nào. Đại Mộng Thiên Quân phân phó một vị thiên nhân tộc. Vị kia thiên nhân tộc lập tức xuất ra truyền âm ngọc phù truyền tin tức, nhưng là phát hiện, tin tức căn bản không truyền ra đi. Đại Mộng Thiên Quân sắc mặt, càng thêm âm trầm càng thêm khó coi, trong nội tâm nàng, có loại dự cảm xấu. Mảnh phế tích này bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại Mộng Thiên Quân nói nhỏ. Nhưng là muốn để nàng đi vào điều tra, nàng lại không dám. Nếu như ngay cả 5.000 ma chủ đều gặp bất chắc, vậy trong này 2.000 ma chủ tiến vào, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Ngay sau đó, nàng hạ lệnh để 10 cái ác ma ma chủ bay vào vạn hóa phế tích điều tra tình huống, tự nhiên là một đi không trở lại. 10 cái này ác ma vừa tiến vào vạn hóa phế tích chỗ sâu, liền bị Lục Minh đám người bắt lại, cũng không có đánh giết, mà là toàn bộ ném vào trận pháp bên trong, bị ẩn chứa ma tổ huyết tinh năng lượng hồ nước ngâm. Đáng chết, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đại Mộng Thiên Quân gầm thét, tâm lý càng ngày càng nôn nóng. Nhưng là nàng nghĩ không ra biện pháp, đi vào lại không dám tiến vào, chỉ có thể đợi ở vạn hóa phế tích bên ngoài, chờ đợi lo lắng lấy. Rất nhanh, liền đi qua hơn một giờ. Các ngươi nhìn, là Ân Khư Ma Bảo. Một vị thiên nhân tộc thần chủ bỗng nhiên hét lớn. Chỉ thấy vạn hóa phế tích chỗ sâu, Ân Khư Ma Bảo cấp tốc bay ra. Nhưng không thấy bọn họ thao túng 5.000 ma chủ. Lui, mau lui lại. Đại Mộng Thiên Quân hét lớn. Ân Khư Ma Bảo bên trong, thế nhưng là có 5.000 ma chủ, mà bọn họ chỉ có 2.000, thực lực sai biệt quá lớn, không cách nào mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể trước sau lui, chờ đợi cái kia biến mất 5.000 ma chủ xuất hiện. Giết! Bên trong Ân Khư Ma Bảo, truyền ra thanh âm lạnh lùng, Ân Khư Ma Bảo cấp tốc thôi động, phá không phi hành, cấp tốc hướng về Đại Mộng Thiên Quân đám người đuổi theo. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, Lục Minh đám người, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nếu để cho 2.000 này ma chủ, chạy trốn tới Diệt Thiên Quân trụ sở bên kia đi, muốn giải quyết khó khăn. Hiện tại là một lưới bắt hết cơ hội tốt. Đại Mộng Thiên Quân xuất lĩnh 2.000 ác ma ma chủ phi tốc đào tẩu, Ân Khư Ma Bảo ở phía sau mau chóng đuổi. Nhưng là, không có phi ra bao xa. Đại Mộng Thiên Quân đám người phía trước hư không bên trong, bỗng nhiên tràn ngập ra ma khí nồng nặc. Ma khí trùng thiên, số lớn ác ma hiện thân. 5.000 ma chủ. Chính là cái kia biến mất 5.000 ác ma ma chủ. Đại Mộng Thiên Quân đám người đại hỉ. Mặc dù không biết cái này 5.000 ác ma ma chủ, rõ ràng theo tới trong khu phế tích kia, hiện tại vì cái gì sẽ xuất hiện ở bọn hắn hậu phương. Nhưng là, chỉ cần không có việc gì là được rồi. Đại Mộng Thiên Quân xuất lĩnh 2.000 ác ma ma chủ, hướng về kia 5.000 ma chủ phóng đi. Nhưng khi hai phương gần tới thời điểm, Đại Mộng Thiên Quân tâm, đột nhiên teo lại đến, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ cùng nghi hoặc. Bởi vì, nàng phát hiện cái này 5.000 ác ma ma chủ không được bình thường. Đại Mộng Thiên Quân rất nhanh liền phát hiện cái này 5.000 ác ma ma chủ không được bình thường. Lúc đầu, 5.000 ác ma ma chủ bị ma tổ trùng ăn mòn, linh trí mất hết, biến thành khôi lỗi, ánh mắt là ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Những cái này ác ma ánh mắt bên trong, trừ bỏ bạo ngược sát cơ bên ngoài, còn có cửu hận thấu xương,
mà cái này có cửu hận mục tiêu, đúng là bọn họ. Chuẩn xác mà nói, là bọn hắn thiên nhân tộc. Đây chỉ có một loại khả năng, kia liền là những cái này ác ma khôi phục thanh tỉnh, thể nội ma tổ trùng, ít nhất là bị áp chế. Điều này sao có thể? Lúc này mới biến mất hơn một giờ, những cái này ác ma liền khôi phục. Nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, dung không được hắn không tin. Lòng của nàng, một mực chìm xuống dưới. Trước sau đều có 5.000 ác ma ma chủ, bọn họ lâm vào nguy cơ rất chí mạng. Nhưng là nàng không phải người bình thường, nàng là sẽ không dễ dàng chấp nhận. Xông, hướng về bên cạnh lao ra. Đại Mộng Thiên Quân giống to, điều khiển 2.000 ác ma ma chủ, hướng về bên cạnh trùng kích. Cản bọn họ lại. Không muốn thả bọn hắn thoát. Cái kia 5.000 ma chủ gào thét, đội ngũ phân tán ra, thành hình quạt hướng về Đại Mộng Thiên Quân đám người vây lại. Đồng thời, Ân Khư ma bảo bên trong, Lục Minh mấy người cũng bắt đầu hành động. Tử Tuyền, Ngân Không xuất lĩnh hai đại vương tộc 5.000 ma chủ, chạy ra khỏi Ân Khư ma bảo, cũng thành hình quạt, hướng về Đại Mộng Thiên Quân đám người bao vây đi. Trước sau bao bọc, Đại Mộng Thiên Quân lãnh đạo 5.000 ma chủ, không thể trốn đi đâu được. Rất nhanh, liền bị đuổi kịp. Song phương đụng vào nhau. Một vạn đối 2.000, thực sự quá dễ dàng. Bất quá, Lục Minh đám người, còn có cái kia 5.000 bị loại trừ ma tổ trùng ma chủ, đều không có hạ tử thủ, tận lực bắt sống hai cái kia thiên ma chủ, muốn thay bọn hắn loại trừ ma tổ trùng. Đây chính là một cổ lực lượng cường đại, toàn bộ đánh chết liền lãng phí. Thay bọn hắn loại trừ ma tổ trùng, ngược lại là một cỗ đối kháng thiên nhân tộc lực lượng cường đại. Chiến cuộc, hoàn toàn là nghiêng về một bên, bị nghiêng về một bên áp chế. Hai cái kia thiên ma chủ, không ngừng bị áp chế, bị khống chế lại. Bất quá 2.000 này ma chủ, bị Đại Mộng Thiên Quân đám người thao túng phía dưới, điên cuồng chém giết, không để ý bản thân phòng ngự, cứ như vậy, tự nhiên cũng có một chút bị đánh chết. Nhưng là hơn phân nửa, đều bị khống chế lại. Mà càng nhiều ác ma, thì là đánh tới Đại Mộng Thiên Quân chờ 50 cái thiên nhân tộc. Đại Mộng Thiên Quân thực lực xác thực vô cùng cường đại, tả xung hữu đột, liên tục bị nàng đánh chết 10 cái ác ma. Bất quá sau một khắc, hai tôn ác ma đáng sợ, đánh tới Đại Mộng Thiên Quân. Ác ma bên trong, cũng có cực kỳ cường đại ma chủ, không kém gì tối cường thiên quân. Hai tôn này ác ma ma chủ, chính là cùng tối cường thiên quân ngang cấp tồn tại. Hai người liên thủ, cho dù Đại Mộng Thiên Quân Đại Mộng chi lực huyền diệu khó lường, trong lúc nhất thời cũng khó có thể xông ra vòng vây. Ta đi giết nàng. Cốt ma nói một tiếng, thân hình như một đạo thiểm điện, đánh tới Đại Mộng Thiên Quân. Cốt ma cầm trong tay Tử Kim Chiến Việt, đây chính là mệnh hồn thiên đình chấn điện thần binh một trong, uy lực cực mạnh kinh người. Tử Kim Chiến Việt, chém về phía Đại Mộng Thiên Quân, để Đại Mộng Thiên Quân kinh hãi, thân hình như mộng như ảo, phân hóa thành vài trăm đạo thân ảnh, cuối cùng thành công tránh khỏi Tử Kim Chiến Việt công kích. Bất quá, hai vị khác cường đại ma chủ, cũng giết đến. Đối mặt ba vị ngang cấp tồn tại, Đại Mộng Thiên Quân cơ hồ không có lực phản kháng, chỉ có thể toàn lực né tránh. Đại Mộng lĩnh vực. Đại Mộng Thiên Quân quát khẽ, Đại Mộng lĩnh vực lan tràn ra, đem cốt ma cùng hai vị mạnh nhất ma chủ đều bao phủ đi vào. Đã từng, Đại Mộng Thiên Quân dùng một chiêu này, để cả một đầu tinh hà sinh linh, đều lâm vào trong mộng cảnh, mặc người chém giết. Một chiêu này, đối với ngang cấp tồn tại, hiệu quả đều phi thường kinh người. Đại Mộng Thiên Quân, được người xưng là bốn đại tối cường thiên quân đáng sợ nhất nhân vật nguy hiểm nhất, cũng là bởi vì nàng Đại Mộng lĩnh vực, khó lòng phòng bị. Lúc trước, sư còn cần phối hợp một vị khác đỉnh cấp thần chủ, mới có thể cùng Đại Mộng Thiên Quân đại chiến. Đại Mộng lĩnh vực vừa ra, hai vị khác mạnh nhất ma chủ, tinh thần đều có chút hoảng hốt, thế công dừng lại như vậy trong nháy mắt. Đối với Đại Mộng Thiên Quân mà nói, đối phương thế công dừng lại như vậy trong nháy mắt, liền đầy đủ nàng phát thân. Đáng tiếc, một lần này, nàng tính sai. Cốt ma đối với nàng Đại Mộng lĩnh vực, không có một chút phản ứng. Cốt ma thế công, không ngừng chút nào. Tử Kim Chiến Việt, tiếp tục bổ về phía Đại Mộng Thiên Quân. Đại Mộng Thiên Quân hiển nhiên không ngờ rằng cốt ma không có nhận ảnh hưởng chút nào, muốn né tránh, đã chậm. Phốc, Tử Kim Chiến Việt, bổ trúng nàng. Mặc dù ở thời khắc mấu chốt, Đại Mộng Thiên Quân thi triển tất cả thủ đoạn né tránh, hơn nữa trên người nàng, có tự động phòng ngự bảo vật ở thời khắc mấu chốt khởi động. Nhưng vẫn không thể ngăn trở Tử Kim Chiến Việt. Phòng ngự loại bảo vật vỡ nát, Đại Mộng Thiên Quân thân thể bay ra ngoài. Nàng thân thể, xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương, kém chút bị chém thành hai nửa. Mặc dù thân thể không có bị hoàn toàn bổ ra, nhưng là Tử Kim Chiến Việt bên trên ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt, y nguyên đối với nàng tạo thành trọng thương.
Trong miệng nàng liên tục không ngừng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bạch, không có chút nào huyết sắc. Vì sao ta đại mộng lĩnh vực, đối với ngươi không có chút nào ảnh hưởng? Đại mộng thiên quân gào thét. Nàng ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Nàng biết rõ, lấy nàng trạng thái bây giờ, căn bản không có khả năng từ ba vị đồng cấp trong tay cường giả đào tẩu. Trước khi chết, nàng muốn làm rõ, cốt ma vì sao có thể bảo vệ tốt hắn đại mộng lĩnh vực. Bản tọa linh hồn chi hỏa, bằng ngươi chỉ là thần chủ, cũng muốn dung chuyển. Buồn cười. Cốt ma đạm mạc mở miệng. Hắn nguyên bản thế nhưng là bản nguyên cảnh tồn tại, mặc dù tu vi cảnh giới đã rơi vào so bản nguyên phía dưới, nguyên căn tiêu tán, nhưng là linh hồn chi hỏa, y nguyên không phải thần chủ cảnh tồn tại có thể so sánh. Ngươi. Đại mộng thiên quân ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Mà lúc này, hai vị mạnh nhất ma chủ thế công, đã đến. Đại mộng thiên quân tự nhiên không cam tâm chết như vậy, liều mạng phản kích. Nhưng là, cốt ma một chiêu mới vừa rồi, đối thương tổn của nàng quá lớn, chiến lực của nàng, khó có thể duy trì đỉnh phong. Tăng thêm cốt ma cũng giết đến, nàng coi như liều mạng đều làm không được, miễn cưỡng chống cự mấy chiêu về sau, bị cốt ma một chiêu chạm hạ đầu lâu, thi thể bị hai tôn mạnh nhất ma chủ xé nát. Một đời tối cường thiên quân, như vậy vẫn lạc. Mà còn dư lại hơn 10 cái thiên nhân tộc, cũng toàn bộ bị đánh giết. Hai cái kia thiên ma chủ, ước chừng có 800 bị giết, còn dư lại 1200, bị phong ấn khống chế. Ngân không, tử tuyền, không nghĩ tới, các ngươi hai tộc sẽ cứu chúng ta, một lần này, là ta tộc thiếu các ngươi một cái nhân tình. Một vị ác ma tráng hán phi hành tử tuyền cùng ngân không đám người. Người này đầu đều có một căn kim sắc độc giác, như hoàng kim một dạng. Đây là tứ đại ác ma vương tộc một cái khác vương tộc, kim giác tộc bây giờ nhân vật lãnh tụ, tên là Giác Đô. Một lần này, chúng ta ác ma đều bị thiên nhân tộc hố, kém chút toàn quân bị diệt, chúng ta cùng chung địch nhân, là thiên nhân tộc, cứu các ngươi cũng là vì ứng phó thiên nhân tộc mà thôi. Tử tuyền thản nhiên nói, ha ha, chúng ta song phương mặc dù là địch nhân, nhưng là ta Giác Đô ân oán rõ ràng, một lần này thiếu các ngươi một cái nhân tình, tương lai nhất định sẽ trả lại. Giác Đô cười một tiếng. Muốn nói nhân tình, các ngươi vẫn là cảm tạ Lục Minh A, là hắn trợ giúp chúng ta lấy được ma tổ huyết tinh, trước đó, cũng là hắn thiết kế, bạn hắn trợ giúp phía dưới, lấy trận pháp vây khốn các ngươi, mới có cơ hội giúp các ngươi loại trừ ma tổ trùng. Tử tuyền chỉ Lục Minh nói. Giác Đô đám người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Lục Minh. Nhân tộc chi nhân sao? Hắc hắc, nhân tình này, Giác Đô ta sẽ ghi lại. Giác Đô nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi hiện tại có tính toán gì? Tử tuyền hỏi Giác Đô. Đương nhiên là đi giết thiên nhân tộc, hèn hạ thiên nhân tộc, thế mà đem chúng ta xem như khôi lỗi điều khiển, quả thực là tội không thể tha thứ, không giết sạch thiên nhân tộc, khó tiêu trong lòng ta đại hận. Giác Đô lạnh lùng nói, ánh mắt dữ tợn, tràn ngập bạo ngược sát cơ, phảng phất một cái cắn người khác hung thú. Cùng Giác Đô cùng một chỗ những cái kia ác ma, cũng kém không nhiều, tràn ngập bạo ngược sát cơ, hận không thể lập tức giết tới thiên nhân tộc nơi đó đi. Chỉ cần vừa nghĩ tới, bọn họ trước đó bị ma tổ trùng ăn mòn, hoàn toàn biến thành thiên nhân tộc khôi lỗi, cung cấp thiên nhân tộc tùy ý thúc đẩy, bọn họ tâm lý liền tràn ngập trùng thiên lửa giận, còn có bạo ngược sát cơ. Nếu như không phải Lục Minh tử tuyển đám người cứu, bọn họ cả một đời sẽ biến thành cái xác không hồn, biến thành thiên nhân tộc khôi lỗi, đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Chính hợp ý ta, thiên nhân tộc bây giờ ở Diệt Thiên Quân trụ sở, chính đang vây công Diệt Thiên Quân, Lục Minh bọn họ liền là Diệt Thiên Quân người. Chúng ta giết tới Diệt Thiên Quân trụ sở đi, vừa vặn cùng Diệt Thiên Quân hai mặt giáp công, nhất cử đánh tan thiên nhân tộc. Tử tuyền lập tức nói theo. Lục Minh lộ ra nụ cười. Quả nhiên, hắn đoán không sai. Những cái này ác ma một khi bị loại trừ ma tổ trùng, tuyệt đối sẽ không buông tha thiên nhân tộc, không cần hắn bất luận cái gì mở miệng, những cái này ác ma liền sẽ thẳng hướng thiên nhân tộc. Hiện tại, nơi này ác ma cộng lại, số lượng gần 1.000.000 tả hữu. Tăng thêm Diệt Thiên Quân 5.000 thần chủ, về số lượng, đã không thể so thiên cung thiếu, thậm chí so thiên cung thần chủ số lượng càng nhiều. Thiên cung bây giờ chỉ còn lại có 2.000 ác ma ma chủ, mà thiên cung thần chủ, chỉ còn lại có 1.600.000 tả hữu. Trong đó, đấu chiến thánh tộc, Phật tộc, ma tổ cùng linh tộc đã rời đi, tăng thêm tổn thất khoảng thời gian này, bây giờ thiên cung, thần chủ cảnh cường giả cộng lại, 1.500.000 đều không đủ. Tăng thêm 2.000 ác ma, 1.700.000 không đủ. Nhưng là, ở trong đó thế nhưng là có một bộ phận thần chủ đang đuổi giết thiên lao trốn ra được những người kia, ước chừng có chừng 2.000. Cứ như vậy, ở Diệt Thiên Quân trụ sở chung quanh thần chủ, còn lại 1.500.000 không đến.
Hiện tại giết đi qua, chính là khó được cơ hội tốt. Đám người thương lượng một hồi, liền bắt đầu hành động. Đương nhiên đầu tiên phải làm là, đem mới vừa rồi bị bọn họ trấn áp 1200 tên ác ma ma chủ loại trừ ma tổ trùng. Cái này rất đơn giản, bọn họ một lần nữa phản hồi vạn hóa phế tích, đem cái này 1200 tên ác ma ma chủ ném vào ẩn chứa ma tổ huyết tinh năng lượng trong hồ nước. Hơn một giờ về sau, cái này 1200 tên ma chủ, hoàn toàn khôi phục bình thường. Những cái này ma chủ vừa khôi phục bình thường, biết được kết quả của mình, tự nhiên lửa giận ngút trời, gào khóc muốn đi giết thiên nhân tộc báo thù. Tất cả ác ma, đều tiến vào ân khư ma bảo, sau đó ân khư ma bảo phá toái hư không, hướng về diệt thiên quân trụ sở xuất phát. Vạn hóa phế tích vốn là ở vũ trụ phế khư bên trong, khoảng cách diệt thiên quân trụ sở không phải rất xa, chỉ là hai ngày nhiều thời giờ, bọn họ liền chạy tới diệt thiên quân trụ sở phụ cận. Rất xa, liền có thể nghe được xa xa hư không, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Diệt thiên quân trụ sở phụ cận, tăng thêm 2000 ma chủ, ước chừng gần 15000 tà hữu thần chủ cảnh cường giả, chia làm hai nhóm, thay nhau ra trận, không ngừng oanh kích diệt thiên quân chỗ ở trận pháp. Một đoạn thời gian không gặp, diệt thiên quân chỗ ở trận pháp quang mang lại ảm đạm đi khá nhiều. Dựa theo khuynh hướng này, nhiều nhất 200 năm, diệt thiên quân chỗ ở trận pháp cũng sẽ bị công phá. Giết, giết sạch thiên nhân tộc. Giết đi qua. Chúng ác ma nổi giận, lấp lóe bạo ngược sát cơ, nhao nhao chạy ra khỏi ân khư ma bảo. Gần 11000 tà hữu ác ma ma chủ, ma khí tràn ngập, ma uy cuồn cuộn, tiếng kêu, giết, dầm trời, đánh tới thiên cung cường giả. Thiên cung cường giả, rất xa liền phát hiện đại quân ác ma. Chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy ác ma ma chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ thể nội ma tổ trùng, đều bị loại trừ? Vô số thiên nhân tộc cao thủ, khiếp sợ tột đỉnh, không thể tưởng tượng nổi giống to. Những công kích kia diệt thiên quân chỗ ở người, cũng không khỏi ngừng lại. Liền xem như ra bất hủ, lúc này trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt. Bất quá hắn dù sao trải qua vô số sóng gió nhân vật, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Trước dừng công kích lại diệt thiên quân trụ sở, tập hợp, trước ứng phó ác ma. Ra bất hủ giống to, thanh âm truyền khắp toàn trường. Bá bá bá. Thân hình chớp động, thiên cung thần chủ cảnh cường giả, nhao nhao hội tụ vào một chỗ. Xuất thủ. Chờ đại quân ác ma khoảng cách đến gần thời điểm, ra bất hủ hét lớn một tiếng. Gần 15000 thần chủ cảnh tồn tại, đồng loạt ra tay, từng đạo đáng sợ công kích, phá toái hư không, thẳng hướng đại quân ác ma. Giết, 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 giết. Đại quân ác ma cuồng hống, ma khí bắn ra, cũng toàn lực công kích, đem thiên cung cường giả công kích ngăn trở. Sau một khắc, song phương liền đụng vào nhau, triển khai cận thân chém giết. Trong chớp mắt, song phương liền có không ít người vẫn lạc. Bất quá, ác ma bên này số lượng ít đi không ít, tự nhiên thiệt thòi không ít, vẫn lạc số lượng càng nhiều hơn một chút. Giết! Lục Minh hét lớn, chiến thần thương đâm ra, đem một tôn thiên nhân tộc ám sát. Lục Minh, chết cho ta! Thiên nhân tộc cường giả, tự nhiên theo dõi Lục Minh, một tôn cường đại thiên quân, đánh tới Lục Minh. Nhưng là Lục Minh bên cạnh, cốt ma xuất thủ, từ kim chiến việt bổ ra, đem lấy một tôn thiên quân chém thành hai nửa, lực lượng đáng sợ, đem hắn linh hồn cũng cùng một chỗ tiêu diệt. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, vạn thần cùng cốt ma cũng không tách ra, có cốt ma tôn này đại cao thủ thủ hộ, hơn nữa bọn họ tự thân chiến lực, tạm thời không có chuyện gì. Diệt thiên quân chư vị, như thế cơ hội tốt, còn không giết ra, nhất cử đánh tan thiên cung, chờ đến khi nào. Lục Minh giống to. Thanh âm truyền vào diệt thiên quân trụ sở. Đồng thời, hắn thân thể phồng lên, phát ra sáng lạng hào quang, mục đích là để cho diệt thiên quân người nhìn thấy. Là Lục Minh. Những cái kia ác ma là Lục Minh mang tới, cũng không vấn đề. Diệt thiên quân cao thủ, nhìn thấy Lục Minh, lập tức đại hỉ. Vừa rồi bọn họ cũng không có trước tiên giết ra, chủ yếu là sợ trúng kế. Bởi vì lúc trước ác ma rõ ràng là bị thiên nhân tộc khống chế. Bọn họ sợ đây là thiên nhân tộc cùng ác ma diễn một tuồng kịch, mục đích là lừa bọn họ ra ngoài, sau đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nhưng là, nhìn thấy Lục Minh về sau, bọn họ biết rõ, ác ma là thật cùng thiên nhân tộc ở sống mái với nhau, cũng không phải là cái gì âm mưu. Giết, cho nên thần chủ, theo ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Sư cái thứ nhất giống to. Giết, mặt khác cường giả cũng gầm lớn. Mở ra trận pháp, giết ra ngoài. Tiếng kêu, giết, dầm trời, diệt thiên quân ở chỗ trận pháp mở ra, 5000 thần chủ, giết ra ngoài.
Diệt Thiên Quân 5.000 thần chủ, trùng sát mà đến, nguyên một đám sát khí ngút trời, mắt lộ ra hung quang, đem chiến lực thôi động đến cực hạn, không muốn sống một dạng xông về Thiên Cung cường giả. Diệt Thiên Quân người, thật sự là nhìn gần chết. Hơn 500 năm này, bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ ở Diệt Thiên Quân trụ sở bên trong, mặc cho Thiên Cung không ngừng tiến đánh, không thể hoàn thủ, thật sự là biệt khuất. Hiện tại có cơ hội, bọn họ tự nhiên muốn phát tiết ra ngoài. 5.000 Diệt Thiên Quân thần chủ, từ Thiên Cung hậu phương giết ra, để Thiên Cung cao thủ sắc mặt đại biến. Bọn họ tự nhiên không thể tập trung lực lượng ứng phó ác ma, chỉ có thể phân ra 5.000 thần chủ, đối chống đối Diệt Thiên Quân người. Song phương cộng lại, vượt qua 3.000 thần chủ, ở mảnh này khu vực bên trong, bạo phát một trận xưa nay chưa từng có đại hỗn chiến. Chí ít, ở cái này kỷ nguyên, lập tức xuất động nhiều như vậy thần chủ cảnh nhân vật đại hỗn chiến, thật là xưa nay chưa từng có. Liền xem như lúc trước Thiên Nhân tộc cùng Nguyên Thủy Thần Linh quyết chiến, xuất động thần chủ, cũng xa xa không có nhiều như vậy. Vượt qua 3.000 thần chủ đại hỗn chiến, đang liều mạng chém giết, thực sự quá kinh khủng, tạo thành phá hư, là phi thường kinh người. Hoàn hảo nơi này là vũ trụ phế khư, hơn nữa, chung quanh trừ bỏ Diệt Thiên Quân trụ sở, cũng không mặt khác đại lục mảnh vỡ, mới không có tạo thành cái gì hủy diệt tính tai nạn. Nếu là ở vũ trụ tinh không, một cái tinh vực tiếp một cái tinh vực đều muốn bị hủy diệt. Diệt Thiên Quân trụ sở bên trong, vô số sinh linh ngóng nhìn hư không, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu kinh hãi. Bậc này trang diện, như là sử thi thần thoại một dạng đại chiến, đối bọn hắn trùng kích quá mạnh. Bình thường cao cao tại thượng thần chủ, ở đại chiến như vậy bên trong, chỉ là một tên lính quèn mà thôi. Thời thời khắc khắc đều có thần chủ vẫn lạc, hoặc là thân thể chia năm xẻ bảy, hoặc là hình thần câu diệt. Chỉ là hơn 10 phút mà thôi, song phương cộng lại, liền vẫn lạc hơn 1.000 thần chủ. Mà Thiên Cung bên kia, dần dần rơi vào hạ phong, bị buộc không ngừng lùi lại. Theo lý thuyết, Thiên Cung bên kia số lượng, mặc dù so sánh ác ma cùng Diệt Thiên Quân cộng lại ít một chút, nhưng là không thể thiếu quá nhiều, tối đa chỉ là thiếu cái chừng 1.000 mà thôi. Sẽ không thua nhanh như vậy. Nhưng là, Thiên Cung bên kia sĩ khí cùng chiến ý, muốn kém xa tít tắp ác ma cùng Diệt Thiên Quân. Ác ma vốn là hiếu chiến hung ác điên cuồng, hơn nữa trước đó bị Thiên Nhân tộc lấy ma tổ trùng ăn mòn, biến thành khôi lỗi, bọn họ đối Thiên Nhân tộc hận ý, quả thực ngập trời, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, bọn họ hung hãn không sợ chết, hận không thể giết sạch Thiên Nhân tộc. Mất Thiên Quân bên kia sĩ khí cùng chiến ý cũng không kém, bọn họ biệt khuất nhiều năm như vậy, cùng một chỗ bạo phát đi ra. Đồng thời, bọn họ cũng minh bạch, một trận chiến này, đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Nếu là có thể thắng, Diệt Thiên Quân thế cục, sẽ triệt để bản sống. Nếu như bại, vậy liền thật nguy hiểm. Cho nên, Diệt Thiên Quân người, cũng đang liều mạng, tử chiến đến cùng. Trái lại Thiên Cung bên kia, lại hoàn toàn tương phản. Thiên Cung cao thủ, thuộc về mặt khác các tộc thần chủ, có hơn 1.000, những cái này thần chủ, căn bản không có bao nhiêu chiến ý. Bọn họ đối Thiên Nhân tộc, vốn là lòng có bất mãn. Bình thường liền nhận Thiên Nhân tộc ức hiếp, tăng thêm những cái kia từ thiên lao bên trong chạy ra người ảnh hưởng. Ở trong đó, cũng có bọn họ chủng tộc cao thủ. Chỉ là bọn hắn không có đấu chiến thánh tộc, Phật tộc, ma tổ cùng linh tộc như vậy có quyết đoán, trực tiếp thoát ly Thiên Cung mà thôi. Nhưng là muốn để bọn họ vì Thiên Nhân tộc bán mạng đi hy sinh chính mình, đương nhiên là không muốn. Cho nên, những người này ở đây đại chiến thời điểm, tự nhiên là ứng phó rồi sự tình, sẽ không thật liều mạng. Mà Thiên Nhân tộc bản thân, chiến ý cũng không cao. Chủ yếu là chênh lệch quá lớn. Nguyên bản, Thiên Nhân tộc hoặc có lẽ là Thiên Cung, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, khống chế ác ma, vây khốn Diệt Thiên Quân, rất có nhất thống vũ trụ tư thế. Nhưng là lúc này mới bao lâu, thế cục hoàn toàn xuất hiện biến hóa. Cái này khiến Thiên Nhân tộc người có chút không tiếp thụ được, đả kích quá lớn, có chút mộng bức, chiến ý tự nhiên cũng cao không được bao nhiêu. Cứ như vậy, nhân số song phương mặc dù không sai biệt nhiều, nhưng là Thiên Cung bên kia, lại là liên tục bại lui. Vừa lui mà nói, thế cục thì càng kém, rất nhiều người chiến ý thấp hơn, một thân chiến lực, khó có thể phát huy ra, tức thì bị đè lên đánh, tổn thất càng lúc càng lớn. Gia Bất Hủ cùng Gia Cầu Tiên đám người, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Lão Tổ, làm sao bây giờ, tiếp tục nữa, bên ta sẽ tổn thất nặng nề a. Một vị thiên quân hỏi thăm Gia Bất Hủ. Gia Bất Hủ sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Lui, rút lui. Gia Bất Hủ rất quyết đoán, trực tiếp hạ lệnh rút lui. Tập hợp, lui. Một vị thiên quân giống to, truyền khắp toàn bộ chiến trường.
Thiên cung những cái kia cao thủ tinh thần đại chấn, nhao nhao hội tụ vào một chỗ, không cầu tiến công, chỉ cầu phòng ngự. Đồng thời, thiên nhân tộc điều khiển còn lại 2.000 không tới ác ma, hàng trước nhất, xem như chống đối các phương công kích chủ lực. Hai bên thực lực, vốn là không kém nhiều, thiên cung bên này một lòng phòng ngự, lập tức ổn định cục diện, không có người vẫn lạc. Ác ma cùng diệt thiên quân không ngừng tiến công, nhưng khó có thể xé rách thiên cung phòng ngự. Thiên cung cường giả một bên chiến một bên rút lui, nhanh chóng rời xa diệt thiên quân trụ sở. Ác ma cùng diệt thiên quân truy kích một khoảng cách về sau, liền nhao nhao ngừng lại, không có tiếp tục truy kích. Bởi vì tiếp tục truy kích, cũng không có ý nghĩa, đối phương một lòng phòng ngự, bọn họ rất khó phá mở. Thắng, diệt thiên quân người, đều cuồng hỉ. Bất quá, bọn họ đối ác ma y nguyên rất đề phòng, nhao nhao lui trở về diệt thiên quân trụ sở. Chư vị, các ngươi tiếp đó, có tính toán gì? Lục Minh hỏi Tử Tuyền, Ngân Không, Giác Đô đám người. Nơi này chính là trong truyền thuyết vũ trụ phế khư sao, hồng hoang đại lục lưu lại di tích, tu luyện hoàn cảnh quả nhiên tốt hơn ám vũ trụ quá nhiều, tiếp đó, tộc ta tự nhiên muốn ở vũ trụ phế khư phồn diễn sinh sống. Giác Đô nói, không sai, tất nhiên đi ra, tự nhiên muốn ở vũ trụ phế khư chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tử Tuyền cũng nói, Ngân Không còn có một cái khác ác ma vương tộc, đều là đồng dạng ý tứ. Còn có, bọn họ cùng thiên nhân tộc ân oán, có thể còn chưa có kết thúc, bọn họ có thể sẽ không dễ dàng buông tha thiên nhân tộc. Cái này chính hợp Lục Minh ý tứ, có ác ma kiểm chế, thiên nhân tộc hẳn không có dư lực lại đến tiến đánh diệt thiên quân. Diệt thiên quân có thể diệt thiên quân trụ sở làm hạch tâm, hướng ra phía ngoài khuếch trương, chiếm cứ một bộ phận địa hạt, nghỉ ngơi lấy lại sức. Bây giờ vũ trụ phế khư, thế nhưng là bảo địa, không thể bỏ lỡ. Bất quá tứ đại ác ma vương tộc, còn có một cái chuyện trọng đại không có giải quyết. Kia liền là ma tổ huyết tinh. Đây là ác ma chí bảo, bốn đại vương tộc, ai cũng không nguyện ý buông tha. Năm đó, bốn đại vương tộc cũng là bởi vì ma tổ huyết tinh, mới có thể chém giết lẫn nhau. Lần này, y nguyên không ai nhường ai, ai cũng muốn nắm giữ trong lòng bàn tay. Chư vị, nghe ta một câu, lúc trước các ngươi cũng là bởi vì ma tổ huyết tinh, mới có thể bị thiên nhân tộc có thể thừa dịp, chắn ở ám vũ trụ vô tận tuế nguyệt, bây giờ, các ngươi lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Lục Minh mở miệng nói, Tử Tuyền, Ngân Không, Giác Đô đám người trầm mặc xuống. Đạo lý bọn họ đều hiểu, nhưng là, bọn họ cũng không nguyện ý từ bỏ a. Các ngươi không bằng cộng đồng chấp trưởng ma tổ huyết tinh, các ngươi phải hiểu, bây giờ các ngươi chung đại địch, chính là thiên nhân tộc. Lục Minh đề nghị, ác ma bốn đại vương tộc sau khi thương nghị, quyết định cuối cùng, cộng đồng chấp trưởng ma tổ huyết tinh, từ bốn đại vương tộc phân biệt phái ra cao thủ, cộng đồng thủ hộ, có chỗ tốt, cùng một chỗ chia đều. Sau khi thương nghị, ác ma bốn đại vương tộc cùng Lục Minh cáo từ, sau đó gào thét đi. Tiếp đó, sẽ phong vân khuấy động a. Lục Minh khe khẽ thở dài. Có thể tưởng tượng, tiếp đó, mấy đại thế lực, sẽ bắt đầu tranh đoạt vũ trụ phế khư. Bây giờ vũ trụ phế khư tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng tốt, đã vượt xa vũ trụ tinh không. Một chút trước kia tĩnh mịch một mảnh đại lục mảnh vỡ, đều xuất hiện sinh cơ, tràn ngập nồng nặc năng lượng, thậm chí đào móc ra hồng hoang tinh. Có thể tưởng tượng, vũ trụ phế khư tương lai tu luyện hoàn cảnh, càng ngày sẽ càng tốt. Đây là các đại thế lực căn cơ. Chiếm cứ vũ trụ phế khư, chẳng khác nào chiếm cứ tài nguyên, tương lai cao thủ, càng ngày sẽ càng nhiều, đây mới là tranh bá vũ trụ tiền vốn. Có thể tưởng tượng, tương lai thiên cung, á tiên tộc, ác ma, còn có diệt thiên quân, còn có mặt khác một chút cường tộc, đều sẽ điên cuồng tranh đoạt vũ trụ phế khư những cái kia đại lục mảnh vỡ. Toàn bộ vũ trụ, tiến nhập một thời đại mới. Đây là chuyện tốt, chí ít thiên cung một nhà độc đại, xưng bá vũ trụ cục diện đã không còn, dạng này, mới càng lợi cho diệt thiên quân phát triển. Tạ Niệm Khanh nói, Lục Minh, Đán Đán bọn người gật đầu. Dạng này cục diện, đối diệt thiên quân mà nói, tự nhiên là càng có lợi hơn, có cơ hội thở dốc. Chỉ cần phía sau bọn họ tái được nhân vương trái tim, gom đủ nhân vương nhục thân, liền có thể nhất cử định càn khôn, quét ngang các cường giả. Đi, chúng ta về trụ sở a. Lục Minh nói. Sau đó, bọn họ quay trở về diệt thiên quân trụ sở. Giờ phút này, diệt thiên quân trụ sở bên trong, gieo hò một mảnh, kinh lịch mấy trăm năm, một trận nguy cơ, rốt cục giải trừ. Đám người cảm giác tâm lý dễ dàng rất nhiều. Lục Minh bọn họ vừa về đến, Sư Hy, Đường Quân đám người, liền xông tới. Lục Minh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái kia ác ma, tại sao sẽ đột nhiên phản công, cùng thiên nhân tộc chém giết,
có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ? Đường Quân lốp bốp hỏi một đống vấn đề. Nàng cảm giác đầu tiên, chính là việc này cùng Lục Minh có quan hệ. Sư đám người cũng tò mò nhìn Lục Minh đám người, bởi vì Lục Minh đám người trước đó rõ ràng là cùng ác ma lăn lộn ở chung với nhau, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ. Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này ta mới là công lao lớn nhất, Lục Minh chỉ là phụ trợ ta mà thôi. Quả nhiên, Lục Minh còn chưa lên tiếng, Đán Đán liền giành mở miệng trước, nước miếng văng tung tóe, sinh động như thật đem bọn hắn đoạn thời gian này kinh lịch nói một lần. Đương nhiên, từ Đán Đán trong miệng nói ra, ý tứ đương nhiên thì trở nên vị, sự tình gì đều biến thành hắn rất có công lao. Đặc biệt là vạn hóa phế tích một trận chiến, thay ác ma loại trừ ma tổ trùng, tức thì bị hắn nói thiên hoa loạn trụy. Chính là như vậy, một lần này, nếu không phải bản tọa tự thân xuất mã, diệt thiên quân, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Cuối cùng, Đán Đán tổng kết một câu, tinh thần phấn chấn, vẻ mặt đắc ý. Cũng may, Đường Quân, sư đám người hiểu rất rõ Đán Đán là mặt hàng gì, nghe thời điểm, tự động đem Đán Đán khoác lác thành phần loại bỏ rơi. Nhưng là nghe phía sau, y nguyên có chút trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới, Lục Minh bọn họ khoảng thời gian này, thế mà trải qua nhiều như vậy, hơn nữa giải cứu ác ma, thành công nghịch chuyển chiến cuộc, để vũ trụ cách cục, đi tới một cái giai đoạn mới. Đán Đán có một câu nói không sai, một lần này nếu không phải Lục Minh đám người, diệt thiên quân, thật nguy hiểm. Bây giờ vũ trụ cự biến, vũ trụ phế khư tương biến thành tu luyện thánh địa, đủ loại thiên tài địa bảo không ngừng thai nghén mà ra, tương lai muốn cùng thiên cung tranh phong, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Lục Minh nói, Lục Minh ngươi nói không sai, tiếp đó, chúng ta cũng phải hành động, chúng ta lấy diệt thiên quân trụ sở làm hạch tâm, phái ra cường giả, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Sư nói, tiếp đó, diệt thiên quân một đám cao tầng tập hợp một chỗ, thương nghị con đường tiếp theo làm sao đi. Thương nghị định về sau, liền bắt đầu hành động, phái ra cao thủ, lấy trụ sở làm hạch tâm, chiếm cứ những cái kia đại lục mảnh vỡ. Về sau thời gian, toàn bộ vũ trụ, đều tiến vào đại tranh đoạt thời đại. Thiên cung rút lui về sau, phản hồi tứ đại thiên cung, lấy tứ đại thiên cung làm hạch tâm, bắt đầu đại lượng chiếm cứ vũ trụ phế khư. Mà ác ma cũng là như thế, lấy bốn đại vương tộc làm hạch tâm, cũng đang điên cuồng chiếm cứ vũ trụ phế khư. Mặt khác như đấu chiến thánh tộc, Phật tộc chờ đại tộc, cũng chiếm cứ một bộ phận. Bất quá những cái này chủng tộc biết thực lực mình có hạn, chỉ chiếm cứ một phần nhỏ, cũng không hướng ra phía ngoài mở rộng. Ngắn ngủi mấy tháng, vũ trụ phế khư đã bị thăm dò 1/3 khu vực, liền bị các đại thế lực chia cắt. Trong đó, Á Tiên tộc chiếm cứ khu vực nhiều nhất, diện tích phổ biến nhất, bởi vì bọn hắn chiếm tiên cơ, chiếm cứ đã thăm dò khu vực 50% địa hạt. Còn dư lại 50%, bị thiên cung, ác ma, diệt thiên quân chờ thực lực chia cắt. Rất hiển nhiên, thiên cung tựa hồ khá là kiêng kỵ Á Tiên tộc, tạm thời không có cùng Á Tiên tộc xuất hiện ma sát. Cũng có bộ phận nguyên nhân, là bởi vì lực lượng không đủ, bởi vì khoảng thời gian này, ác ma không ngừng tiến công thiên cung chiếm lĩnh khu vực, chỉ là mấy tháng thời gian, song phương chiến dịch lớn nhỏ đánh liền mấy chục trận. Đồng thời, ác ma chiếm cứ một bộ phận địa hạt về sau, bắt đầu phái người phản hồi ám vũ trụ, bắt đầu mượn nhờ ma tổ huyết tinh lực lượng, thay những cái kia thần chủ trở xuống ác ma loại trừ ma tổ trùng. Theo thời gian trôi qua, số lớn ác ma, đi ra ám vũ trụ, phân bố đến vũ trụ phế khư các nơi, phồn diễn sinh sống. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt chính là mấy năm trôi qua. Toàn bộ vũ trụ, chính là bước vào một cái mới giai đoạn. Ngoài trừ ác ma cùng thiên cung, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chém giết bên ngoài, cũng không có mặt khác đại quy mô đại chiến. Chư đại thế lực, tựa hồ đều đang ấp ủ, đều đang toàn lực xúc tích lực lượng, tăng lên thực lực bản thân. Đương nhiên, mấy đại thế lực, đều không hề từ bỏ đối nhân vương trái tim truy tra. Bất kể là Á Tiên tộc, thiên cung, hay là diệt thiên quân, khoảng thời gian này đều trong bóng tối phái người, ở vũ trụ phế khư các nơi điều tra, tìm kiếm nhân vương trái tim manh mối. Bởi vì mấy đại thế lực đều hiểu, nhân vương trái tim mới là mấu chốt, bởi vì một khi xuất thế, rất có thể sẽ lập tức cải biến hiện hữu cách cục. Mà khoảng thời gian này, Lục Minh không tiếp tục đi để ý tới sự tình khác. Những cái kia phát triển sự tình, giao cho những người khác là có thể, Lục Minh một lòng tu luyện, điên cuồng luyện hóa hồng hoang tinh, tăng lên bản thân thực lực. Qua thời gian mấy năm, Lục Minh thành công đem trên tay 5 ước hồng hoang tinh toàn bộ luyện hóa, hắn tu vi, rốt cục lại tiến lên một bước, đạt đến thần chủ bát trọng. Đột phá đến thần chủ bát trọng, Lục Minh chiến lược tăng vọt một đoạn. Bằng vào ta bây giờ chiến lược, hẳn là gần với tối cường thiên quân cấp bậc kia rồi a.
Lục Minh nói nhỏ. Hắn có tự tin, ở gặp được Như Vô Lượng Ma Uyên cái kia ngân giáp thiên quân loại kia đỉnh cấp thiên quân thời điểm, hắn sẽ không bại, hơn nữa có thể đánh bại đối phương. Hắn hiện tại chiến lực, so với tối cường thiên quân, hẳn là còn kém một chút, nhưng hẳn là không kém nhiều. Có thể nói, ở thần chủ cảnh bên trong, Lục Minh đã không có bao nhiêu địch thủ. Mấy năm này, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Vạn Thần, Đường Quân đám người, cũng đang toàn tâm toàn ý tu luyện. Bọn họ đang đứng ở nhanh chóng lên cao giai đoạn, đương nhiên sẽ không tham dự mặt khác việc vặt, mục tiêu duy nhất, chính là tu luyện tăng thực lực lên. Hơn nữa, bọn họ ở trong Mộng Huyễn Thiên Cung, lấy được số lớn tài nguyên, vừa vặn đem những cái này tài nguyên, chuyển hóa làm thực lực. Đán Đán cùng Vạn Thần tu vi, cũng đang tăng nhanh như gió. Mà Tạ Niệm Khanh tu vi, lại gặp bình cảnh. Thần chủ cửu trọng, muốn đột phá đến thần chủ đỉnh phong, không có dễ dàng như vậy, không phải dựa vào trồng tài nguyên liền có thể, cần từ từ tích lũy, có một cái quá trình. Đặc biệt là Tạ Niệm Khanh trước kia ngưng tụ bản nguyên chủng tử, sớm ngưng tụ bản nguyên chủng tử, ẩn chứa trong đó bản nguyên chi lực, cũng không có tự thân đặc sắc, thuộc về đại chúng loại hình bản nguyên chi lực. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Gia Cầu Tiên, Đán Đán đám người ngưng tụ bản nguyên chủng tử, thuộc tính đều không khác mấy. Nhưng là, thần chủ đỉnh phong, hoặc là bản nguyên cảnh tồn tại, bản nguyên chi lực đều có riêng phần mình độc nhất vô nhị đặc tính, mỗi người bản nguyên chi lực, đều sẽ có chút không giống, là phù hợp nhất tự thân. Tạ Niệm Khanh muốn đột phá đến thần chủ đỉnh phong, đầu tiên muốn đem bản nguyên chủng tử bên trong bản nguyên chi lực, chuyển hóa làm có bản thân đặc tính bản nguyên chi lực. Sau đó thông qua vũ trụ kiều liên tiếp vũ trụ hải, cảm ngộ bản nguyên, từ từ tích lũy bản nguyên chi lực. Chỉ có chờ bản nguyên chi lực tích lũy đến đầy đủ hùng hậu thời điểm, liền sẽ đột phá đến thần chủ đỉnh phong. Một bước này, nhìn cá nhân ngộ tính cao thấp, người có ngộ tính cao, một bước này cần thời gian liền tương đối ngắn, ngộ tính kém người, cần thời gian tương đối dài. Một bước này nhất định phải tích lũy, khó có thể dựa vào tài nguyên trồng chất, đương nhiên, có trợ giúp tăng lên ngộ tính bảo vật ngoại lệ. Cho dù lấy Tạ Niệm Khanh có ở kiếp trước kinh nghiệm, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn, mới có thể đột phá. Tu vi đạt đến thần chủ bát trọng, tiếp xuống muốn đột phá, yêu cầu tài nguyên liền quá kinh khủng, tối thiểu cần 50 đến 60 ức hồng hoang tinh, nhiều như vậy hồng hoang tinh, đi nơi nào làm. Lục Minh nhíu mày suy nghĩ. 50 đến 60 ức hồng hoang tinh, coi như đem tứ đại thiên cung bảo khố rời trống, cũng thu thập không đủ a. Cũng may, bây giờ vũ trụ cự biến, rất nhiều trước kia tĩnh mịch đại lục mảnh vỡ, đều xuất hiện hồng hoang tinh, thu hoạch được hồng hoang tinh tốc độ cùng đường đi. Muốn so trước kia nhanh rất nhiều, về sau từ từ tích lũy chính là. Cầu cầu thiếu khuyết tài nguyên, tiến triển chậm chạp a. Lục Minh lại nghĩ tới cầu cầu. Cầu cầu từ khi đột phá thần chủ bát trọng về sau, cơ hồ trì trệ không tiến. Chủ yếu là thiếu khuyết tàn phá nguyên cấp thần binh, hoặc là đỉnh cấp kim loại vật liệu. Ở Mộng Huyễn Thiên Cung bảo khố bên trong, cũng không có đạt được tàn phá nguyên cấp thần binh, hoặc là nguyên cấp kim loại vật liệu. Thiếu khuyết tài nguyên, cầu cầu sẽ rất khó tăng lên. Cầu cầu thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh, bước ăn nhiều loại tàn phá nguyên cấp thần binh về sau, thủ đoạn càng là hay thay đổi, đối Lục Minh trợ giúp rất lớn, thời khắc mấu chốt, có thể nghịch chiến chiến cuộc. Chấn điện thần binh. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt lộ ra một tia quả quyết. Hắn dự định xuất ra một kiện mệnh hồn thiên đình chấn điện thần binh cho cầu cầu nuốt ăn. Những cái kia chấn điện thần binh, đều là công kích loại hình, Lục Minh có chiến thần thương. Mặt khác cơ hồ không dùng được. Trước kia lúc đầu dự định lưu cho hắn thân nhân dùng. Nhưng là, chờ hắn thân nhân đệ tử tu vi tăng lên, không muốn biết bao lâu. Hiện tại lưu tại trên tay, chẳng khác gì là lãng phí, không dùng được. Chẳng bằng xuất ra một kiện cho cầu cầu nuốt ăn, cầu cầu tu vi tăng lên, sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn. Chấn điện thần binh, thuộc về đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, đối cầu cầu tăng lên, khẳng định cực lớn. Cầu cầu, cái này cho ngươi. Tất nhiên quyết định chủ ý, Lục Minh trong tay xuất hiện một kiện chấn điện thần binh, đưa cho cầu cầu. Đây là... Cầu cầu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá, hắn không có lập tức một ngụm nuốt, hắn biết rõ, đây là Lục Minh nhìn chúng trọng bảo. Cho ngươi ăn, ăn mau mau đột phá. Lục Minh cười nói. Cho ta ăn, vậy ta sẽ không khách khí. Cầu cầu ngụm nước đều xém chút chảy ra, mở cái miệng rộng, trực tiếp một ngụm đem món này chấn điện thần binh nuốt. Trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Đón lấy, Lục Minh lại lấy ra 30 cân băng hỏa tinh ngân cho cầu cầu ăn. Chấn điện thần binh, không thể coi thường, vì đỉnh cấp thần binh, hắn sợ cầu cầu ăn, sẽ sinh ra rất nhiều tạp chất, ảnh hưởng căn cơ, khó có thể đột phá.
có băng hỏa tinh ngân trung hòa, không sơ hở tí nào. Cầu cầu ăn 30 cân băng hỏa tinh ngân về sau, liền hóa thành một cái thủ trạc, mang ở Lục Minh trên tay. Tiếp đó, tiếp tục tham ngộ bí thuật cùng chiến tự quyết A. Lục Minh đứng dậy, đi tới ẩn chứa nguyên thủy thần âm địa phương, tiếp tục tham ngộ bí thuật cùng chiến tự quyết. Tu vi không thể đột phá, chỉ có thể lĩnh hội chiến tự quyết cùng bí thuật, dạng này cũng có thể tăng lên chiến lực. Thiên không đại lục, vũ trụ phế khư một khối đại lục to lớn mảnh vỡ. Đây cũng là trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục một chỗ trọng yếu địa phương, cùng thiên thu chiến trường không sai biệt lắm, ẩn chứa số lớn tài nguyên. Giống như thiên thu chiến trường một dạng, trước kia Diệt Thiên Quân cũng phái ra rất nhiều cao thủ, cùng thiên cung tranh đoạt thiên không đại lục, chém giết lẫn nhau giằng co, tranh đoạt tài nguyên. Nhưng là bây giờ, Diệt Thiên Quân người, đã sớm rút đi. Thiên không đại lục, trở thành thiên cung đồ vật. Ở thiên không đại lục trên không, lơ lửng bốn tòa to lớn cổ lão cung điện. Tứ đại thiên cung. Không sai, thiên cung tứ đại thiên cung, Mộng Huyễn thiên cung, Tử Vi thiên cung, Hồng Mông thiên cung, Thần Cơ thiên cung, toàn bộ tập trung ở đây. Nơi này, trở thành thiên cung ở vũ trụ phế khư tổng bộ. Thiên cung đại lục phía dưới, có một tòa khổng lồ cung điện. Lúc này, số lớn thiên nhân tộc cường giả, hội tụ ở cung điện, thương nghị sự tình. Đúng vậy, nơi này chỉ có thiên nhân tộc, chủng tộc khác, một cái không có, như thiên sứ tộc, huyết tộc. Gia Bất Hủ, ngồi cao trên đó, nhìn xuống đám người. Đối mặt bây giờ tình thế, các ngươi có đề nghị gì, đều nói đi. Gia Bất Hủ mở miệng. Lập tức, thiên nhân tộc cường giả, ngươi một lời ta một câu, đem ý nghĩ của mình nói ra. Có đề nghị tạm thời án binh bất động, chậm rãi phát triển, tích lũy lực lượng, thuận tiện tìm kiếm nhân vương trái tim, từ từ mưu tính. Có đề nghị trực tiếp xuất binh, trước diệt ác ma, ở diệt kẻ phản nghịch, sau đó san bằng á tiên tộc. Hai phương ý kiến không hợp, nhao nhao túi bụi. Cuối cùng, Gia Bất Hủ mở miệng, mọi người mới an tĩnh lại. Lão tổ, ngươi là có hay không đã có chủ ý? Một vị lâu năm thiên quân khom người hỏi thăm Gia Bất Hủ. Hắn tương đối khôn khéo, trước đó vẫn không có phát biểu ý kiến, đồng thời hắn nhìn Gia Bất Hủ vẻ mặt bình tĩnh, biết rõ Gia Bất Hủ hơn phân nửa đã có chủ ý. Không sai, đem ý nghĩ của các ngươi, điều hòa một lần, chính là ta ý nghĩ. Gia Bất Hủ nói, điều hòa, lão tổ, hậu bối ngu dốt, không biết làm sao điều hòa. Có thiên quân hỏi, ác ma, kẻ phản nghịch, cũng muốn diệt. Gia Bất Hủ trong mắt bắn ra lạnh lùng quang trạch, nói tiếp, bọn họ cho rằng bản nguyên đại kiếp, chúng ta thiên cung liền vô cùng suy yếu, không làm gì được bọn họ sao. Ta muốn để bọn hắn biết rõ, 10 phần sai, bản nguyên đại kiếp, bản nguyên không thể ra, thần chủ là đỉnh phong, đây mới là chúng ta thiên cung, chúng ta thiên nhân tộc thiên hạ. Là nên gọi ra những cái kia tồn tại. Gia Bất Hủ mà nói, để hiện trường thiên nhân tộc trong lòng cao thủ đều rung một cái. Lão tổ, ngươi ý tứ là nguyên thủy thiên cung sao? Một vị lâu năm thiên quân nói, thanh âm mang theo run rẩy, lại dẫn kính sợ. Nguyên thủy thiên cung, là thiên cung bên trong thần bí nhất thiên cung, cũng là ngoại giới truyền thuyết tòa thứ năm thiên cung. Tòa thiên cung này, cùng ngoại giới đám người biết tứ đại thiên cung, hoàn toàn không giống. Thần bí khó lường, liền xem như ở rất nhiều thiên nhân tộc thiên quân trong mắt, đều thần bí khó lường. Rất nhiều thiên quân, đều chỉ biết rõ nguyên thủy trong thiên cung, nhân số cực kỳ thưa thớt, tồn tại thiên nhân tộc nhân vật đáng sợ, còn tiến hành một chút đáng sợ thí nghiệm, phong tồn lấy một chút quái vật. Không sai, nguyên thủy trong thiên cung, có một ít những năm này thí nghiệm kết quả, mặc dù đều là hàng thất bại, ở bản nguyên vẫn còn ở niên đại, cũng không đại dụng. Nhưng là, ở bản nguyên không ra niên đại, những cái này hàng thất bại, chính là tất cả mọi người ác mộng, ta triệu tập những cái này sinh linh, đến lúc đó đánh tan ác ma hoặc là diệt thiên quân, cũng không phải là việc khó. Gia Bất Hủ nói, hắn là thiên nhân tộc trải qua mạnh nhất trong lịch sử lão tổ, thiên nhân tộc bên trong tất cả bí mật, với hắn mà nói, đều không phải là bí mật. Thậm chí có rất nhiều thí nghiệm, đều là hắn hạ lệnh tiến hành. Lão tổ, thế nhưng là diệt thiên quân trụ sở cái kia trận pháp, vẫn là không dễ làm a. Lúc trước vị kia lâu năm thiên quân nói, diệt thiên quân chỗ ở trận pháp, bọn họ thực sự có chút đau đầu, trước đó qua hơn 500 năm tiến đánh, đều không có công phá, bây giờ không có tiến đánh. Diệt thiên quân chỗ ở trận pháp, đoán chừng lại bổ sung năng lượng, một lần nữa tiến đánh, lại cần thời gian dài dằng dặc. Đến lúc đó cho dù có thể đánh tan ác ma cùng diệt thiên quân, đến lúc đó bọn họ hướng diệt thiên quân trụ sở trốn một chút, bọn họ như thường không làm gì được. Cho nên, tiếp đó, liền cần phải nghĩ biện pháp, luyện chế ra bảo vật,
có thể thời gian ngắn phá mất Diệt Thiên Quân trụ sở trận pháp bảo vật. Gia Bất Hủ nói, lão tổ, không muốn biết luyện chế loại bảo vật nào. Có Thiên Quân hỏi, luyện kiếp thần lôi. Gia Bất Hủ gằn từng chữ, ánh mắt lạnh lẽo. Luyện kiếp thần lôi, lão tổ, đây chính là phải dùng đến luyện kiếp kiếm A, thế nhưng là, luyện kiếp kiếm là ngươi tương lai dùng để độ kiếp chí bảo A. Vị kia tuổi già Thiên Quân kinh hô. Thiên Nhân tộc những người khác, cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Luyện kiếp kiếm, thế nhưng là Gia Bất Hủ dùng để độ kiếp đồ vật, vô cùng chân quý, so đỉnh cấp nguyên cấp thần binh còn chân quý hơn gấp trăm lần, loại bảo vật này, dùng để luyện chế luyện kiếp thần lôi, quá lãng phí A. Phải biết, luyện chế luyện kiếp thần lôi về sau, luyện kiếp kiếm chẳng khác nào phế. Đây là hết sức tổn thất thật lớn. Gia Bất Hủ, thế mà bỏ được. Bảo vật phế, có thể lại đi thu hoạch được, huống hồ, lấy ta tu vi, khoảng cách cần độ kiếp, còn rất dài một khoảng cách. Mặt khác, lại bảo vật chân quý, có thể cùng nhân vương nhục thân so sánh sao, một lần này, nhất định phải đánh tan hoàn toàn Diệt Thiên Quân, đem nhân vương nhục thân đoạt lại. Gia Bất Hủ nói, thái độ kiên định, không thể nghi ngờ. Nhân vương nhục thân, một ngày ở Diệt Thiên Quân trong tay, hắn tâm lý liền không thể bình tĩnh. Bởi vì một khi bị Diệt Thiên Quân sớm một bước lấy được nhân vương trái tim, bọn họ đều muốn chơi xong. Các ngươi luyện khí sư, bao lâu có thể đem luyện kiếp thần lôi luyện chế được? Gia Bất Hủ ánh mắt, lại nhìn về phía Thiên Nhân tộc bên trong, chuyên môn phụ trách luyện khí cường giả. Vật liệu đầy đủ hết mà nói, đại khái cần 3.000 năm tả hữu. Phụ trách luyện khí một vị lão già trả lời. Đợi không được thời gian lâu như vậy, ta cho các ngươi 1.000 năm thời gian, 1.000 năm về sau, ta muốn nhìn thấy luyện kiếp thần lôi, chuyện này quyết định như vậy đi, tản đi đi, khoảng thời gian này, đốc xúc thủ hạ, tận lực tăng thực lực lên. Gia Bất Hủ lấy không thể nghi ngờ giọng điệu ra lệnh. Là, đông đảo Thiên Nhân tộc cường giả lĩnh mệnh cáo lui. Gia Cầu Tiên, cần gì tài nguyên nói với ta, 1.000 năm bên trong, ngươi nhất định phải đạt tới thần chủ cửu trọng, 1.000 năm về sau, lục minh mệnh, giao cho ngươi. Đám người tất cả lui ra về sau, Gia Bất Hủ đối Gia Cầu Tiên nói. Là, lão tổ, 1.000 năm về sau, ta nhất định sẽ tự tay đánh chết lục minh. Gia Cầu Tiên nói, ánh mắt lộ ra khắc cốt hận ý. Vũ trụ thế lực khắp nơi, cứ như vậy lấy một cái không rõ cân bằng duy trì lấy. Ngoài trừ ác ma cùng thiên cung thường xuyên có đại chiến chém giết bên ngoài, thế lực khác đều cũng không phát sinh quá lớn ma sát. Thế lực khắp nơi, đều ở đây vũ trụ biến đổi lớn thời đại. Đem hết toàn lực phát triển, tăng lên thực lực bản thân. Khoảng thời gian này, các phe thiên kiêu, cũng như mang mọc sau mưa một dạng xông ra. Đương nhiên, Thiên Nhân tộc, Á Tiên tộc, Diệt Thiên Quân các loại, trong bóng tối đều phái số lớn cao thủ, tiến vào vũ trụ phế khư các nơi, dò xét nhân vương trái tim tung tích. Thậm chí còn có bộ phận cao thủ, tiến nhập cái kia 2/3 còn chưa bị thăm dò vũ trụ phế khư dò xét, thuận tiện xâm chiếm càng nhiều địa hạt. Thời gian ở nơi này dạng cân bằng trạng thái, phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt, chính là ngàn năm. Ngàn năm thời gian, đối với thần cảnh sinh linh mà nói, chỉ là một cái búng tay mà thôi, lại càng không cần phải nói đối với thần chủ cảnh tồn tại mà nói. Bất quá ngàn năm đối với một chút tuyệt thế yêu nghiệt mà nói, đầy đủ lấy được to lớn tăng lên. Như Lục Minh. 1.000 năm qua, Lục Minh toàn tâm toàn ý lĩnh hội bí thuật. Hắn ở đại cổ thần thạch cùng nguyên thủy thần âm trợ giúp phía dưới, đối với bí thuật lĩnh hội đột nhiên tăng mạnh, tìm hiểu ra đủ loại không kém gì đại cổ bí thuật Ngàn năm thời gian, trọn vẹn tìm hiểu ra hơn 700 loại. Hắn trưởng khống đại cổ bí thuật, tăng thêm bản thân lĩnh ngộ ra đến không kém gì đại cổ bí thuật, số lượng đạt tới kinh người 2.999 loại. Còn kém một loại, thì đến được 3.000 loại, sánh ngang năm đó đại cổ thần đình chi chủ. Lục Minh càng là lĩnh hội, tốc độ lại càng nhanh, lúc đầu, ngàn năm thời gian, hắn có thể tìm hiểu bí thuật, không chỉ hơn 700 loại. Nhưng là, khi hắn nắm giữ đại cổ bí thuật tiếp cận 3.000 loại, độ khó càng lúc càng lớn. Khi hắn nắm trong tay đại cổ bí thuật đạt tới 2.999 loại thời điểm, gặp bình cảnh, thứ 3.000 loại đại cổ bí thuật, đã thẻ 100 năm, đều không có tìm hiểu ra. Nhưng Lục Minh có loại cảm giác, chỉ cần đem thứ 3.000 loại đại cổ bí thuật tìm hiểu ra đến, hóa thành bí thuật phù văn, dung cùng tế bào, hắn cấm kỵ chi lực, sẽ sinh ra một cái biến hóa về chất, chiến lược tăng nhiều. Nhưng là cái này thứ 3.000 loại đại cổ bí thuật, độ khó cao kinh người, đau khổ lĩnh hội 100 năm, lại không có chút nào thu hoạch, vẫn không có chút nào đầu mối. So với hắn lĩnh hội phá thiên thức cùng hồng hoang thức độ khó còn lớn hơn. Bất quá,
Cho dù không có tìm hiểu ra thứ 3.000 loại đại cổ bí thuật, lục minh chiến lực cũng so trước đó tăng lên rất nhiều. Dù sao tăng lên hơn 700 loại đại cổ bí thuật, thể nội dung nhập đại cổ bí thuật đạt đến 2.999 loại, hắn cấm kỵ chi lực đã phi thường cường đại, so 1.000 năm trước tăng lên rất nhiều, chiến lực tự nhiên cũng tăng lên một đoạn. Ta bây giờ chiến lực, thủ đoạn ra hết, có thể hay không cùng tối cường thiên quân một trận chiến đây? Lục Minh nói nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ ước ao. Hắn dự định lúc nào tìm cốt ma nghiệm chứng một chút. Ở ngàn năm trước đó, Lục Minh mới vừa đột phá thần chủ bát trọng thời điểm, hắn cũng cảm giác hắn chiến lực đã là tối cường thiên quân phía dưới, hiện tại chiến lực tiến nhanh, hẳn là sẽ không yếu hơn tối cường thiên quân. Đáng tiếc, không có hồng hoang tinh, thiếu khuyết chủ cấp thần dược, hắn tu vi còn đang thần chủ bát trọng. Đương nhiên, hắn cái này ngàn năm cũng không phải một vị bế quan khổ tu, ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài một chút, lý giải bây giờ vũ trụ tình thế. Bây giờ vũ trụ phế khư, thật là một ngày giống nhau, cùng so với trước kia, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số đại lục mảnh vỡ, bắn ra sinh cơ, sinh mệnh tinh khí dồi dào, thậm chí có sinh linh thai nghén mà ra. Mặt khác, từng cái đẳng cấp thần dược, như chủ cấp thần dược, cũng không ngừng toát ra. Thậm chí ẩn chứa bản nguyên ấn ký nguyên cấp thần dược, cũng thỉnh thoảng sẽ bị phát hiện. Lớn bao nhiêu lục mảnh vỡ, đều đào móc ra hồng hoang tinh, các đại thế lực nắm trong tay tài nguyên, so trước kia nhiều không biết bao nhiêu. Điều này sẽ đưa đến, các đại thế lực cao thủ, tu vi tăng lên so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Ngắn ngủi ngàn năm, các đại thế lực từ thần đế cảnh đột phá đến thần chủ cảnh tồn tại, đều có không ít. Thần chủ cảnh tồn tại, tăng lên, cũng so trước kia nhanh hơn rất nhiều lần. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi bên trong, thiên kiêu không ngừng toát ra. Thiên kiêu tranh phong, sặc sỡ lóa mắt. Các đại thế lực, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Tiếp tục như vậy, chỉ phải có đầy đủ thời gian, vũ trụ thật có thể khôi phục trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục một tia gió hái a. Đương nhiên, các đại thế lực cũng không dám lười biếng, thời khắc đề phòng. Vũ trụ tài nguyên càng là phong phú, các đại thế lực dã tâm cũng sẽ càng lớn. Đại chiến, sớm muộn sẽ bộc phát. Hay là trước đem thứ 3.000 loại đại cổ bí thuật tìm hiểu ra đến, ta có loại cảm giác, một khi lĩnh hội thành công, cấm kỵ chi lực sẽ đột biến, chiến lực tuyệt đối sẽ tăng vọt, viễn siêu hiện tại, khi đó, đồng cấp một trận chiến, ta tuyệt đối không sợ ra bất hủ. Lục Minh nói nhỏ, hắn hiện tại đồng cấp thực lực đánh một trận, mặc dù cũng so trước kia tăng lên rất nhiều, nhưng là đối chiến ra bất hủ, vẫn là không có nắm chắc. Chủ yếu là ra bất hủ nguyên thuật lực công kích quá mạnh, hắn không có nắm chắc kháng trụ. Ân, Lục Minh trong lòng hơi động, hắn phát hiện, có người đến đây. Tiểu Khanh, còn có Đường Quân. Lục Minh có chút bất ngờ, không nghĩ tới Tạ Niệm Khanh cùng Đường Quân cùng nhau mà đến. Lục Minh, đã xảy ra chuyện. Không nghĩ tới, Tạ Niệm Khanh đến câu nói đầu tiên, chính là một câu nói như vậy. Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút, nói chẳng lẽ là Thiên Cung bắt đầu hành động. Ngươi đoán không sai, chúng ta nhận được tin tức. Đoạn thời gian trước, Thiên Cung bỗng nhiên động thủ, công kích tứ đại ác ma vương tộc một trong Thánh Xương tộc, nhất cử đánh tan Thánh Xương tộc còn sót lại cường giả, trốn hướng mặt khác ba đại ác ma vương tộc, nghe nói hiện tại ba đại ác ma vương tộc đã liên thủ, chuẩn bị cùng Thiên Cung đại chiến. Đường Quân nói, Thiên Cung rốt cuộc động thủ sao, đi, chúng ta rời đi nơi này. Lục Minh nói, lập tức, bọn họ rời khỏi nơi này, đi tới Diệt Thiên Quân nghị sự đại điện. Lúc này, nghị sự đại điện đã hội tụ rất nhiều người. Sư, Đường Kiếm chờ Diệt Thiên Quân một đám cao tầng, cơ hồ đến đông đủ. Nhìn thấy Lục Minh ba người, sư đám người đứng dậy chào hỏi. Lục Minh, ngươi kết thúc bế quan, vừa vặn có chuyện tìm ngươi thương lượng. Sư cười nói, chỉ là Lục Minh nhìn ra, sư nụ cười rất gượng ép, ánh mắt bên trong mang theo ngưng trọng. Sư tiền bối, Thiên Cung cùng ác ma chiến cuộc làm sao? Lục Minh hỏi. Vừa mới nhận được tin tức, ác ma thảm bại, tổn thất số lớn cao thủ, còn sót lại ác ma trốn được, hướng chúng ta bên này mà đến, từ Tuyền Ngân không đám người, đã truyền đến tin tức, tìm kiếm chúng ta liên thủ. Sư nói, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Cái gì, ác ma thảm bại, điều này sao có thể? Ác ma bốn đại vương tộc cộng lại, vượt qua một vạn thần chủ, chẳng lẽ lần này Thiên Cung dốc toàn bộ lực lượng, phái ra tất cả thần chủ? Nhưng là điều đó không có khả năng, bây giờ thế lực khắp nơi. Hai bên đều nhìn chòng chọc vào, nếu như Thiên Cung thần chủ quy mô xuất động, chúng ta không có thể sẽ không phát hiện. Lục Minh liền hỏi tốt mấy vấn đề, hắn nội tâm, vô cùng chấn kinh. Bây giờ vũ trụ, lấy Thiên Cung, Á Tiên tộc,
Ác ma cùng Diệt Thiên Quân thực lực cường đại nhất, hơn nữa các phương đều chiếm cứ mảng lớn địa hạt, rất nhiều địa hạt, đều có thần chủ trấn thủ, thần chủ cảnh cường giả, phân tán ở các nơi. Thế lực khắp nơi, đều nhìn chòng chọc vào thế lực khác thần chủ cảnh cao thủ. Nào đó một phe thế lực muốn quy mô xuất động thần chủ, thế lực khác trước tiên liền sẽ phát hiện, nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tỷ như, Thiên Cung đại quy mô điều động thần chủ, như vậy, Diệt Thiên Quân cùng ác ma cũng sẽ hành động, nếu như Thiên Cung công kích một phương nào, ác ma cùng Diệt Thiên Quân, liền sẽ liên thủ. Chỉ có dạng này, mới có thể hình thành cân bằng. Bởi vì bất kể là Diệt Thiên Quân, hay là ác ma, đơn độc một phương, đều không phải là Thiên Cung đối thủ. Về phần Á Tiên Tộc, đến nay thực lực hoàn thành mê. Không có, Thiên Cung, cũng không đại quy mô điều động thần chủ cảnh cường giả, bọn họ nếu như điều động, chúng ta không có khả năng không biết, chỉ có một cái khả năng, một lần này Thiên Cung xuất động thần chủ hẳn là không nhiều, rất có thể ở 3.000 trong vòng. Sư giải thích nói, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đường Quân đám người sắc mặt, cũng biến thành ngưng trọng hết sức. 3.000 thần chủ, liền có thể đánh tan ác ma bốn đại vương tộc. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ Thiên Cung, còn có ẩn núp lực lượng? Những người khác cũng nghị luận ầm ĩ, khó có thể ra kết luận. Ác ma người rất nhanh thì đến lúc đó, chúng ta hỏi bọn họ một chút là được rồi, Thiên Cung đánh tan ác ma, cái tiếp theo, nhất định sẽ công kích chúng ta bây giờ phải làm, là toàn lực phòng ngự Thiên Cung tiến công. Sư hét lớn một tiếng, hiện trường an tĩnh lại. Sau đó, đám người bắt đầu thương nghị làm sao phòng ngự Thiên Cung tiến công. Trước đó, bọn họ đã tin tức truyền ra, triệu hồi trấn thủ các nơi thần chủ cảnh cường giả, hiện tại, Diệt Thiên Quân các nơi thần chủ cảnh cường giả, còn có thần đế thần hoàng các loại, đều toàn lực hướng Diệt Thiên Quân trụ sở chạy về. Thương nghị một lúc sau, đám người tán đi, bắt đầu điều khiển Diệt Thiên Quân các nơi trận pháp. Diệt Thiên Quân trụ sở các nơi trận pháp, thời gian qua đi ngàn năm, lần thứ hai tràn ngập sáng chói hào quang, tương Diệt Thiên Quân trụ sở bao phủ ở bên trong. Rất nhanh, mấy ngày thoáng một cái đã qua. Mấy ngày nay, không ngừng có Diệt Thiên Quân cao thủ chạy về, hội tụ ở Diệt Thiên Quân trụ sở. 1.000 năm qua, thời không linh thử cường giả, ở Diệt Thiên Quân chiếm cứ từng cái đại lục mảnh vỡ bên trong, đều bố trí lỗ sâu, cho nên các nơi cường giả chạy về trụ sở, tốc độ cực nhanh. Chỉ là mấy ngày, Diệt Thiên Quân trụ sở, liền hội tụ Diệt Thiên Quân tất cả cao thủ. Lại qua vài ngày, Diệt Thiên Quân trụ sở bên ngoài, tràn ngập vô tận ma khí. Vô tận đại quân ác ma, xuất hiện. Lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu ác ma. Ngoại trừ thần chủ cảnh ác ma bên ngoài, thần đế cảnh, thần hoàng cảnh, số lượng không biết có bao nhiêu. Cầm đầu, chính là Tử Tuyền, Ngân Không, Giác Đồ đám người. Chỉ là hiện tại những cái này ác ma, đều rất chật vật, sắc mặt khó coi, rất nhiều ác ma còn toàn thân mang thương tích. Hết tập 309.